cậu bé có một con mắt màu xanh trên đầu, người trong làng đều coi cậu là điềm gở, cậu không nhịn được mà chửi lại, họ liền dùng đá đập vào đầu cậu, không ngờ viên đá vừa đập vào, lại khiến con mắt phát sáng, lúc này con mắt màu xanh bất ngờ làm biến đổi trời đất, làm cho một luồng khí xông thẳng lên trời, vì luồng khí quá mạnh mẽ, một quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, trong làm khói một người phụ nữ, xuất hiện cùng với ngọn lửa bùng cháy, có lẽ cũng vì luồng khí của con mắt, liền hóa thành một con rồng vàng, người ta nói, thấy rồng là thấy điềm lành. Lại một người đàn ông xuất hiện từ ngọn lửa, sử dụng sức mạnh để cướp đi luồng khí, từ đôi mắt xanh của cậu bé, chẳng sử dụng thuốc tê, mà lấy trực tiếp, mẹ của cậu bé cầm dao chặt gà chĩa về phía anh ta. Kết quả con rồng vàng lại bị lây, chết tại chỗ, mẹ cậu thấy mình gây ra rắc rối, quyết định giết người diệt khẩu, như vậy mọi người sẽ không biết ai đã giết rồng vàng. Có lẽ là trời cao không chịu nổi nữa, trực tiếp tạo ra một cơn địa chấn, mọi thứ trở lại yên bình, từ đó, cậu bé trở lại với cuộc sống yên bình, sau 20 năm trôi qua. Cậu bé trở thành một chàng trai thiếu niên, chàng trai đã biến con mắt màu xanh, thành 10 thanh kiếm thần, thống trị thế giới, kết quả rất nhiều cao thủ muốn giành lấy thanh kiếm này. A-di-đà Phật, thí chủ, hãy ngoan ngoãn, giao tất cả thanh kiếm thần, cho tôi, để bảo đảm. Tránh cho quốc gia, của ngài bị diệt vong, các ngươi là, một lũ vô dụng, không sợ chết, lên đi, đừng nói nhiều với hắn. Hôm nay, ai có thể lấy được thanh kiếm thần, sẽ, là, chủ nhân của nó, giết. Không ổn, đây là sức mạnh của kiếm thần, nó có thể phá hủy trời đất, không ai cản được. Trong lãnh thổ, thần quỷ cấm bước. Tốt. Chu Dị, cậu đúng là lãnh tụ của đại hạ, quả nhiên là siêu nhân anh hùng. Người đâu, dâng rượu. Bẩm bệ hạ, lục đại môn phái không chết, sợ hậu quả, thần bây giờ chưa phải lúc uống rượu, tôi xin phép rút lui. Không vội. Châu Y, đừng vội đi, đêm nay, anh đã lập công lớn, nếu anh đi, ta, làm sao giết anh được. Tại sao? Chó không còn giá trị sử dụng, chỉ có thể bị nấu để ăn thịt, nếu không thì sao? Nếu như nó phản chủ, phải làm sao bây giờ? Vua mê muội. Trời. Nhưng người đàn ông vì sức mạnh mình đã có, cuối cùng vẫn bị định mệnh bắt buộc phải khởi động lại. Trở lại ngày hôn thê hủy hôn 10 năm trước, chồng của tôi, Yang Qiuzhe, phải là chủ nhân của thần kiếm. Còn Trời chỉ là một người, cả kiếm cũng không cầm nổi, một kẻ vô dụng, làm sao xứng với tôi. Kết quả, sau khi nghe hôn thê mắng mình là một kẻ vô dụng, quyết định chia tay người này. Nhưng là tôi, Trời ly hôn. Hôn thê nhìn kẻ vô dụng, lại chính mình bị ly hôn. Trên mặt đầy vẻ vui mừng, liên tục chúc phúc cho người đàn ông, anh ta một người, cả kiếm cũng không cầm nổi, một kẻ vô dụng, dám nói những lời lớn lao như vậy, nghe những lời của kẻ phản bội cũng chửi mình là vô dụng. Người đàn ông cuối cùng dưới sự chúc phúc của kẻ phản bội và người đàn bà đồi trụy, vui vẻ chạy đi giành lấy thần kiếm xưa kia, tôi tuyên bố, lễ lấy kiếm rét hem, chính thức bắt đầu, tôi đi trước. T. Những kẻ vô dụng cuối cùng không nhịn được chạy tới rút kiếm. Quả nhiên từng người một đều như bị suy thận, hoàn toàn không thể rút ra được. Tiếp theo người thứ hai cũng chạy đến rút kiếm, quả nhiên cũng là bọn suy thận, kiếm cắm ở đó không nhúc nhích, cuối cùng kẻ phản bội không nhịn được nữa, xắn tay áo lên chuẩn bị dùng sức của chín bỏ hai hồ. Tiếp tục tạo dáng, hiệu ứng đầy giấy, dù sao cũng đã ăn tới 200 viên Viagra hết hạn. Chỉ để có giây phút khoe mẽ này, bắt đầu rồi, tôi sẽ khoe khoang đây, tin tôi chắc chắn có thể làm được. Đó là 200 viên Viagra đã hết hạn đấy, theo sau nụ cười nhếch mép của kẻ phản bội, chắc chắn có thể làm cho thanh kiếm này dịch chuyển một chút. Quả nhiên phải nhếch mép mới có thể kích hoạt sức mạnh của Viagra hết hạn. Thần kiếm thực sự bị anh ta rút ra một chút, đúng lúc anh ta định tự hào phô trương, kết quả lại bị đau lưng, kết quả là bị chật lưng. Sao lại thế này, đây là chuyện gì xảy ra, người con trai Wei không thể rút kiếm ra, chẳng lẽ thật sự là trời muốn diệt đại kỳ của chúng ta sao? Ông già này nói gì mà lạnh lùng thế, chủ nhân nhà tôi còn chưa vào cuộc. Không thể để anh ta rút kiếm, anh ta chỉ là một kẻ vô dụng chưa thậm chí bước vào cửa kiếm nào. Không thể để anh ta rút kiếm. Không thể để anh ta rút kiếm, chỉ tốn thời gian thôi, không biết gì về đạo kiếm. Không thể để anh ta rút kiếm,
Thôi nào, một kẻ tự cao tự đại, thử cũng vô ích, đúng vậy. Ta cho phép tất cả công dân Đại Trì đều có thể thử một lần, các ngươi định phản lời của ta sao? Không có. Xin chào, lâu không gặp. Kiếm thần, hãy gia nhập, không sợ đấu pháp, tu tâm bất khả chiến bại. Thiên đạo áp thân, một kiếm khai thiên, chôn tâm dưới đất, hãy mở ra, dù vạn pháp, có tới. Mọi người, các người, có cảm nhận được không? Đất trời đang rung chuyển. Kiếm thần. Kiếm thần đã được rút ra. Trời ơi, kiếm thần của Đại Trì chúng tôi, chủ nhân của kiếm, hóa ra là cậu ấy, Chu Dị của nhà họ Chu. Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể. Cậu ta chỉ là một kẻ mới tu kiếm đạo, kiếm thần, sao có thể chọn cậu ta? Đúng, các vị, vừa rồi đã thấy đấy, công tử Ngụy đã rút kiếm, được ra một nửa, Chu Dị lợi dụng cơ hội đó, để lấy kiếm, có thể nói, kiếm thần này phải thuộc về công tử Ngụy. Các vị, hãy suy nghĩ kỹ, Chu Dị chỉ là kẻ vô dụng trong đạo kiếm, anh ta rút được kiếm thần, chẳng có ích gì cả, còn công tử Ngụy là một thiên tài đạo kiếm đạo, kiếm thần trong tay anh ấy, mới có thể quét sạch kẻ địch, tôn vinh uy quốc của Đại Trì. Có vẻ đúng là như vậy, kiếm thần xứng với hào kiệt, thần kiếm nên được nắm giữ bởi những cao thủ mới có thể phát huy sức mạnh, nhưng dù sao kiếm thần là Chu Dị rút ra, chúng ta làm vậy có phải không công bằng? Kiếm thần trong nước Đại Trì do chúng ta kiểm soát, sau này bồi thường cho nhà Chu một chút thì cũng được. Chu Dị giao kiếm thần ra, nếu không muốn bị thương. Không biết xấu hổ, đã không rút được, thấy cậu chủ tôi rút ra được, lại còn cướp công, không giao thì lại đòi giết người, có tài thì tại sao không tự mình rút đi, ai cho cô xía vào chuyện? Chu Dị, đưa kiếm thần ra đây, mau lên, anh không xứng sở hữu nó, xứng hay không? Kiếm thần đây, nếu muốn lấy, cứ tự nhiên, kiếm thần, ta phải quyết lấy nó. Muốn chết à, cẩn thận cậu chủ. Chuyện gì vậy, tại sao Ngụy công tử lại bị đánh bại, suốt bao năm nay ta chưa từng thấy chiêu thức này, bao giờ, bão cát, làm sạch biển cả, anh ta thực sự đã nắm được, kỹ năng phóng kiếm khí. Ngụy Lang, anh sao không, đây mà là, kẻ vô dụng à, cút đi, dám lừa đảo ta. Chu Dị, những thứ tôi muốn, đều là của tôi, hôm nay, sẽ không để cậu sống, ra khỏi nơi này, đúng lúc, tôi cũng thích, cái đầu của cậu. Lấy ra để tế kiếm. Dừng tay. Phụ hoàng, người đến rồi. Ngụy Lang, cậu và Chu Dị đều rất tài năng, làm sao lại gây rối, làm loạn lên thế? Bệ hạ, thần không dám, xin bệ hạ tha tội. Bệ hạ hãy bình tĩnh. Chu Dị to gan, tại sao không quỳ? Ta bây giờ là chủ nhân của kiếm thần, không cần quỳ ước vua. Bệ hạ, tên này khinh thường ngài, không quỳ theo luật pháp Đại Trì phải bị xử tử, kẻ này dũng khí tốt. Mọi người đứng lên, cảm ơn bệ hạ. Chủ nhân kiếm thần mang theo hoài bão là phúc lớn của Đại Trì, người đâu thưởng lớn, chúc phúc bốn phương, hưởng ân thần phục. Chu Dị rút được kiếm thần là chủ nhân kiếm mới, đặc biệt thưởng 20 vạn lượng vàng và phong chức để tôn vinh công lao dũng cảm. Sao có thể, tốt lắm, cậu chủ nhà tôi đã có danh tiếng, đã trở thành hầu tước rồi. Chu Dị, ngươi còn không cảm ơn, tôi chỉ có một thỉnh cầu, một việc. Không thích chức cao vọng trọng, Chu Dị, cậu xin việc gì, cứ nói ta nghe. Nghe nói bệ hạ võ đạo đệ nhất Đại Trì, Chu Dị muốn cùng bệ hạ đấu kiếm, phân cao thấp. Cái gì, Chu Dị muốn thách đấu? To gan, ngươi dám đấu kiếm với bệ hạ, người đâu, bảo vệ bệ hạ. Chu Dị, dù ngươi là chủ nhân của kiếm thần, cũng phải trung thành và yêu nước, chĩa kiếm trước mặt bệ hạ là điều không nên. Lão phu biết, ngươi rút kiếm, có công lao lớn, nhưng ngươi mới vào đạo kiếm, thời gian còn ngắn, dám so kiếm với bệ hạ, là tự tìm đường chết. Bệ hạ, Chu Dị dám thách thức bệ hạ, có ý đồ tạo phản, xin bệ hạ, xuống lệnh, xử tử, tại chỗ, để củng cố triều đình. Bệ hạ, chỉ xử tử, thì quá nhẹ nhàng với hắn. Với kẻ này, nên giết gia tộc, không để sót, giết cả gia tộc, không thể để sót, như vậy, mới có thể củng cố triều đình. Các người, thật là độc ác, được rồi. Chu Dị.
ta sẽ cho cậu một cơ hội, gác kiếm lại, bệ hạ chẳng lẽ sợ rồi. Một con đại bàng kiêu ngạo, cần người săn giỏi mới có thể thuần phục. Chu Dị, nếu ngươi thắng ta, đại trì thuộc về ngươi. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải chịu hậu quả. Phụ hoàng, đừng, làm sao, chẳng lẽ con cũng nghĩ ta sợ? Không phải, chỉ là con lo lắng cho sự an nguy của người. Chu Dị, ta, đại trì, dựa vào võ công để dừng nước. Ngày xưa, ta đã dùng kiếm trấn quốc này, bước từng bước lên ngai vàng. Nếu bây giờ cậu hối hận, vẫn còn kịp, 30 năm rồi. Nếu mãi chìm đắm trong vinh quang cũ, lát nữa phải cẩn thận đấy. Dù sao thì đao kiếm không có mắt, cậu chủ cố lên. Công chúa không cần lo lắng, bệ hạ có kiếm đạo phi phàm, không phải ai cũng sánh được, không sao đâu. Chu Dị thật sự là không biết trời cao đất dày, dám so kiếm với bệ hạ, tự tìm cái chết. Cho mình là cái rốn của vũ trụ thì dễ thất bại, sớm muộn cũng phải chết. Cậu chủ nhà tôi là người sẽ trở thành chủ nhân của kiếm thần, không giống một số người chỉ biết hô hào om sòm, lúc quan trọng lại câm tịt. Con quỷ kia, đến lượt cô lên tiếng à? Trước mặt bổn cung, dám đánh người à? Công chúa tha thứ. Ba canh giờ đã qua, bắt đầu so kiếm. Chỉ như vậy đã giết được hắn, quá dễ để giết, hắn ngay bây giờ sẽ không còn thú vị hơn. Tôi muốn để hắn ta phải chết dần chết mòn, rồi kéo ông xuống âm phủ. Cả thanh kiếm thần được truyền lại qua các thế hệ cũng bị đoạn tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả bệ hạ cũng bị đánh gục dưới kiếm thần, thậm chí không qua được 10 chiêu. Thật là khó mà đoán được, cậu chủ thắng rồi. Kiếm thần, xuất thế, nhanh đến đây. Chu Dị, quả nhiên dũng cảm, chấm vừa mới nói, nếu ngươi thắng, trong đại trì cậu thích chỗ nào, nói đi, muốn thưởng gì? Những gì nợ kiếp trước, hôm nay hãy bù đắp lại. Chu Dị, tôi muốn Lâm An, cái gì cơ, cậu chủ không muốn làm hầu tước à? Lại muốn làm phò mã. Đúng ý chấm, ta vốn đã muốn gả Lâm An cho chủ nhân của kiếm thần. Kể từ khi hai người có ý với nhau, vậy thì ta sẽ công bố, báo cáo. Bẩm bệ hạ, nước Sở gửi thư thách đấu, nói là sau 7 ngày, chủ nhân kiếm thần sẽ đến đây thách đấu với Chu Dị. Nếu thua, không chỉ phải giao kiếm thần, mà còn phải nhượng 3.000 dặm đất. Bệ hạ, thách đấu này đã được thiết lập, cuộc chiến giữa hai quốc gia, nếu không chấp nhận thì đại trì sẽ bị coi thường, quốc gia khác sẽ tấn công không suy nghĩ. Chủ nhân kiếm của đại trì mới vừa nhận được kiếm thần, còn chưa quen với kiếm thần, làm sao hắn có thể đối thủ của bọn họ, đúng không? Ta quyết định cho Chu Dị nhập môn dưới trướng quốc sư, học kiếm đạo để chuẩn bị cho cuộc chiến quốc gia. Thần nhận mệnh, đừng xem thường quốc sư này, là đệ tử chân truyền, người đứng đầu đạo kiếm nữ giới, hãy học hỏi cô ấy. Lão gia, phu nhân, cậu chủ trở về rồi. Gì cơ, thằng nhóc này còn dám trở về? Cha, ai cho về hả? Bây giờ nhà Dương đang tìm mày khắp nơi, ta phải đánh cho mày một trận. Lão gia à, bình tĩnh lại, nghe con nó nói đi. Cha à, từ hôm nay cha không còn là cha bình thường nữa. Cái gì, từ hôm nay trở đi cha sẽ là cha của chủ nhân kiếm thần, người có địa vị cao quý nhất đại trì này, kiếm thần sao? Lão gia, phu nhân, cậu chủ không những rút được kiếm thần mà còn đánh bại Ngụy Lương và bệ hạ, còn sắp có hôn ước với công chúa nữa đó, nhà ta sẽ trở thành quý tộc. Hay quá lão gia, con trai chúng ta đã là chủ nhân của kiếm thần, đúng là con trai của mẹ. Đẹp quá, từ giờ trở đi ta sẽ là cha của chủ nhân kiếm thần. Quốc sư, dù cô được coi là sư phụ của Chu Dị, nhưng giữa ta và Chu Dị dù sao cũng có hôn ước. Lâm An muốn thẳng thắn nói chuyện, mong quốc sư thông cảm.
Công chúa cứ nói không sao. Nhờ quốc sư nhớ rõ, trong thời gian chu dị tu luyện, tuân thủ lễ nghi sơ đồ, đừng có làm việc khác. Ý cô là sao? Không có ý gì. Mong quốc sư nhớ lời Lâm An vừa nói, nếu không, bổn cung sẽ không để yên. Chu Dị, cho cô kẹo hồ lô này. Sao anh biết ta thích ăn kẹo hồ lô? Lại còn đúng chỗ ta hay ăn, cả đời này tôi sẽ mua kẹo cho cô ăn. Công chúa, chờ tôi với. Không biết quốc sư muốn cái gì, vì vậy tôi không chuẩn bị gì làm lễ. Không sao, ta không thiếu vật chất. Thật à? Ở đây tôi có 3 cuốn kiếm pháp, đều là kiếm pháp khó kiếm ở ngoài, chọn một cuốn đi. 3 cuốn kiếm pháp này tôi đều không muốn học. Vậy cậu muốn học cái gì? Tôi muốn học Thần Nữ, Tân Kinh. Nếu muốn học, đêm nay, trong phòng, thắp sáng một ngọn đèn, lúc đó, đệ tử, chắc chắn sẽ đến, đúng hẹn. Quẻ bói cho thấy, Chu Dị, là người có cơ hội, tập hợp được 10 kiếm thần. Hôn ước của cậu ta với công chúa thì... ai? Là ta. Ngươi đến làm gì, Chu Dị, cho ta cảm giác khó để kiểm soát. Ta hôm qua đấu kiếm với hắn, thậm chí còn cảm nhận được một tia sát khí từ người hắn. Ta muốn hỏi ngươi, có cách nào có thể giết hắn và lấy lại kiếm ngọc hành không? Một khi kiếm thần đã nhận chủ, nếu chủ nhân chết, kiếm thần sẽ tự đóng lại, cho đến khi chủ nhân tiếp theo xuất hiện. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Thời điểm chưa đến. Được rồi, vậy ta sẽ chờ thêm. Dù sao cô cũng đã hứa với ta, sớm muộn gì cũng sẽ giúp ta thu thập đủ người kiếm thần, việc này không vội được, bệ hạ thật sáng suốt. Sao không bật đèn lên, ta có vẻ như chưa bao giờ trừ lương của cô mà. Đừng. Đừng cái gì? Bệ hạ, tôi hơi mệt rồi, xin bệ hạ trở về cung. Được thôi. Hy vọng quốc sư không quên lời hứa với trẫm. Yên tâm, đợi khi ta trở thành chủ nhân của vạn kiếm, thì quốc vận đại trì, muốn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu. Dám cả gan, xâm nhập phủ quốc sư, ngươi mới cả gan, dám đánh ta. Nói mau, ngươi là ai, khai mau, đừng đánh nữa. Người đâu, bắt trộm kìa, có trộm ở phủ quốc sư, đừng để chạy mất. Hóa ra giao dịch giữa bệ hạ và quốc sư, không biết là đang âm mưu điều gì. Quốc sư, tôi đã đến. Chu Dị, ta và hắn không thể thở, cùng bầu không khí, Ngụy Lang ta sẽ lấy lại tất cả, kiếm thần là của ta, công chúa cũng vậy. Ngụy Lang ta thực sự là con cưng của trời. Ngụy Lang, hãy bình tĩnh. Chu Dị, sau 7 ngày nữa, khi kiếm chủ Hoài Lý đến, hắn ta cũng chỉ là con kiến nhỏ thôi. Đúng vậy. Lúc đó, dù ta không có được, cũng không đến lượt hắn, kẻ vô dụng trong kiếm đạo, lại muốn trở thành kiếm chủ, ảo tưởng. Quốc sư, cô đang muốn giết chồng mình sao? Chúng ta đã có quan hệ vợ chồng, vậy hôn ước của cậu phải kết thúc, nhưng... tu luyện kinh tâm nữ thần, cần hai người cùng tương thông. Trong vòng 7 ngày, nữ nhân sẽ trải qua chuyển hóa, vui buồn không ổn định. Tôi biết rồi, kinh tâm nữ thần, chuyển hóa của tình cảm, nên, tôi đang ghen tuông đấy. Hôm nay tôi, sốc cậu hai lựa chọn, một là, cậu hủy hôn với Lâm An, hai là, tôi đi giết cô ấy. Quốc sư yên tâm, sau 7 ngày tu luyện, tôi sẽ, hủy hôn với Lâm An, khá lắm. Nếu cậu không đành lòng, tôi sẽ thay cậu làm,
Không cần, cô ấy chỉ là một cô bé, so sánh được với quốc sư, tôi được quốc sư yêu thích, đó là may mắn của tôi. Trời ơi, công chúa, món ăn cô nấu thơm quá, Chu Dị chắc chắn sẽ thích, chắc chắn rồi, tối qua, công chúa của chúng ta, để nấu những món ăn này, đã ở bếp hoàng gia, học một đêm đấy, ngay cả đầu bếp trưởng, cũng khen tài nghệ của, công chúa rất giỏi, anh ấy quá may mắn, có công chúa tự tay, nấu ăn cho, trên đời, này cũng không có mấy người, được hạnh phúc như vậy. Đây là lần đầu tiên ta nấu ăn, không biết anh ấy có thích không? Công chúa cứ yên tâm, chỉ cần là món công chúa làm, thiếu gia chắc chắn sẽ thích. Công chúa, chúng ta đi thôi. Món ăn sắp nguội rồi. Chu Dị, anh làm gì thế, Lâm Oang? Cậu chủ, làm sao vậy, Lâm Oang, nghe tôi giải thích, Chu Dị. Cậu muốn giải thích gì? Chu Dị. Quốc sư, ta đã nói với cô, nếu không tuân thủ lễ nghi sư đồ, có tình khác với Chu Dị, ta nhất định sẽ phá hủy phủ quốc sư. Cô cứ làm đi. Ta sẽ giết cô. Lâm Oang, đừng làm loạn nữa. Kẻ nghịch tử này, thực sự tưởng rằng là kiếm chủ, có thể làm loạn không kỷ luật. Công chúa xin đừng lo, vụ này, nhà chúng tôi, nhất định sẽ giải quyết. Được rồi, ông đừng nói nữa, thằng bé hành sự luôn cẩn thận. Theo tôi, chuyện này, có ẩn khúc gì đó, quốc sư không mặt mũi đó, coi anh ta là chồng rồi. Công chúa, chúng ta đi thôi, tìm bệ hạ hủy bỏ cuộc hôn nhân này, đợi chút đã, tôi sẽ tự mình đến phụ quốc sư, bắt tên nghịch tử này, về. Bẩm, công chúa, đây là thư của cậu chủ, viết từ 2 ngày trước, bảo tôi hôm nay đưa cho cô. Công chúa, mở ra xem thử, tên nhóc đó nói gì. Phải đó, công chúa, dù muốn hủy hôn, cũng phải hiểu rõ, Chu Dị đang làm gì. Tôi nghe nói, chủ nhân kiếm ngoại lý này, ngoài sức mạnh phi thường, còn là một mỹ nhân xinh đẹp. Đúng vậy, nghe nói rằng, kiếm chủ ngoại lý chỉ mới 28 tuổi, nhưng lại là một quái kiệt. 10 tuổi đã được kiếm thần chấp nhận, 16 tuổi đã khiến cả nước sở, không ai dám rút kiếm. Vào mùa đông năm ngoái, chỉ một kiếm mở trời, làm cho cả trời tuyết rơi, đều chần chừ không dám rơi xuống, quả nhiên là một quái kiệt. Không phải là sức người có thể đạt được, quả thực vượt xa phàm nhân. Đã đến. Thái thú đại trí, Lý Chi Nhiên, nghênh đón kiếm chủ Hoài Lý. Kiếm chủ Ngọc Hành ở đâu? Cậu ấy đang chuẩn bị cho cuộc thi đấu và đang tu luyện cùng quốc sư. Nếu kiếm chủ muốn gặp, lão phu sẽ sai người thông báo. To gan, cả chín châu, ai không biết uy danh của kiếm chủ Hoài Lý. Một kiếm chủ mới nổi, dám bảo đại nhân của ta đi mời hắn, thật không biết điều, xin thứ lỗi, lão phu ngay bây giờ sẽ đi mời. Không cần nữa. Kiếm thần. Trời đã sáng cao rồi, tại sao hôm nay hai vị kiếm chủ vẫn chưa đến? Điều này dễ hiểu, trên sàn đấu, nhân vật chính luôn xuất hiện vào phút cuối. Tại sao vậy? Vì oai phong, thường người đầu tiên lên đều không thắng được, nhân vật chính xuất hiện sau. Không thể nào, hôm qua kiếm chủ Hoài Lý khai thiên kiếm tuyên chiến với Chu Dị, lần này dù cô ấy lên sân trước, tôi muốn xem cô ấy sẽ thắng thế nào. Cậu ta đâu rồi? Chu Dị ở đâu? Bệ hạ, sáng nay quốc sư báo cáo, nói rằng Chu Dị và quốc sư đang trong quá trình tu luyện, đang ở thời điểm quan trọng. Thế bao giờ mới xong, nô tài cũng không rõ. Theo tôi, tên Chu Dị đó, chắc chắn là sợ mà bỏ chạy rồi. Đúng vậy, nếu đổi là tôi cũng sẽ chạy, trận đấu trước mặt bệ hạ, không phải trò đùa, nếu thất bại, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết luôn. Hắn bỏ chạy thì quá nhẹ nhàng. Nhưng đại trì của ta, 3.000 dặm lãnh thổ, chẳng lẽ lại để mất trắng sao? Biết là không thắng được, tại sao hắn ta còn đến? Vì đại trì, kiếm chủ Ngọc Hành, hôm nay, dù hắn ta chết, cũng phải chết ở đây. Cậu nói nghe chính nghĩa quá, có bản lĩnh thì lên đi. Lên đi, tôi không phải là kiếm chủ. Không không, tôi lên đó làm gì? Hỏi xem Ngụy Lang có thể ra tay không? Vâng, Phụ Hoàng. Xin hỏi công tử, nếu cậu đối đầu với kiếm chủ, cơ hội thắng bao nhiêu? Bây giờ, muốn anh Ngụy Lang ra tay sao?
có bản lĩnh, ngươi kêu Chu gì, đến đây đi. Chỉ cần các người thuyết phục cô ấy, không dùng kiếm thần, thì công tử này sẽ tự tin đánh thắng. Kiếm chủ đó tài năng vô song, kể cả không dùng kiếm thần, cũng vẫn tự tin để đánh thắng. Cho phép lão phu, mạo mặt, đi thử xem, chờ đã. Ta chưa nói, điều kiện để tham chiến, công tử cứ nói, chỉ cần giúp đại trì, thắng cuộc đấu kiếm này, bảo vệ 3.000 dặm đất, dù phải lội qua lửa băng, ta cũng không từ chối. Tôi muốn công chúa Lâm An, kể cả khi tôi thua, chỉ cần tôi ra tay, bệ hạ, phải gả Lâm An cho tôi. Điều này không được, cậu chỉ cần báo với bệ hạ, nếu ngài ấy không đồng ý, thì chỉ có thể nhìn đại trì, mất mặt, trở thành trò cười của Châu Lục. Dù cậu là kiếm chủ Ngọc Hành, cũng không thể bảo vệ người phụ nữ của mình, chỉ có ghen tị với tôi mà thôi, bệ hạ sẽ ưu ái thăng chức cho tôi, bệ hạ. Đe dọa ta sao, phụ hoàng, con không đồng ý. Hãy gọi Chu Dị, đến đây đi. Bệ hạ, Chu Dị không đến, nếu không cho Ngụy công tử lên, đấu một trận với cô ấy, đại trì của chúng ta sẽ mất hết. Ngụy Lang, ta chấp nhận điều kiện của cậu, nhưng ta cũng có điều kiện, cậu phải chịu đựng được 50 hiệp, nếu không, ta sẽ xử lý cậu. Phụ hoàng, được rồi. Đại trì của chúng ta tuyệt đối không thể thua cuộc, con là công chúa của đại trì, phải đặt đất nước lên hàng đầu. Được, các ngươi chỉ muốn giữ mặt mũi cho đại trì đúng không? Ta sẽ đi. Công chúa đại trì, xin thách đấu với kiếm chủ. Không thể, sao công chúa lại lên sân? Tại sao công chúa lại lên đó? Có lẽ đúng như lời công tử nói, Chu Dị sợ chết, đã bỏ trốn mất rồi. Hành động như vậy, thật sự hèn hạ, tôi khinh. Kiếm thần rơi vào tay người như Chu Dị, thật là vô dụng, lại để cho vợ của mình ra mặt chịu trận. Công chúa mau xuống đi, vì kẻ như hắn ta, không đáng để hy sinh. Cô không phải đối thủ của ta, hãy để Chu Dị đến đây, anh ấy đang bận tu luyện. Hôm nay, ta sẽ đấu với cô. Tôi đã cho cơ hội, nếu cô vẫn cố chấp, tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Xong đời, kiếm chủ Hoài Lý, có thể một kiếm khai thiên, là một tiên nhân, công chúa, lần này e là sẽ mất mạng. Chu Dị ở đâu, tại sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Tôi chỉ ra một kiếm, nếu cô có thể đỡ, tôi sẽ tha mạng cho cô. Lâm An, công chúa. Cuộc đời còn lại, tang hương của cô tôi sẽ lo. Công chúa. Năm thứ 12 đại trì, công chúa Lâm An, chết vì, nhìn kìa, có thứ gì đó bay lên. Chu Dị. Kiếm chủ, Ngọc Hành, kiếm chủ Hoài Lý, Vân Thẩm nước sở, Chu Dị, đừng nói nữa, tiếp theo, cứ để tôi lo. Bắt đầu đi, tôi chỉ ra một kiếm. Bắt đầu đi, tiếp chiêu. Chu Dị thật mạnh mẽ. Kiếm thần. Cậu làm tôi rất ngạc nhiên, chỉ trong 10 ngày, đã hoàn toàn nắm bắt được kiếm thần. Như thể đã từng sử dụng nhiều năm vậy. Mục tiêu của tôi là chủ nhân vạn kiếm. Tôi nghĩ đó giấc mơ của mọi kiếm chủ. Kiếm Hoài Lý, hôm nay tôi phải chiếm lấy, một kiếm quyết thắng bại. Kiếm thần như mộng ảnh. Tôi chính là thiên mệnh. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Kiếm xuyên vong, kiếm Hoài Lý, kiếm Ngọc Hành, kiếm thần đều là của ta. Ta là chủ nhân vạn kiếm. Cầm kiếm thần bằng tay trái, tay phải ôm công chúa, không ai có thể tranh đấu. Như mộng như ảo, duyên sinh duyên diệt. Chó mất đi giá trị sử dụng, chỉ có thể bị nấu rượu mần, nếu không, nó cắn chủ thì phải làm sao? Mọi vật đều là hư ảo, chúng sinh đều được chấp nhận, trời đất đều bình đẳng, vạn vật đều là một. Thật
thần thông, chốc lát vĩnh hằng. Cô đã thua. Làm sao có thể, thần thông của Kiếm Ngọc Hành, làm sao lại mạnh mẽ như vậy, có thể đóng băng thời gian, người kiếm thần sở dĩ, có chữ thần. Không chỉ là thần thông, chỉ cần sử dụng đúng cách, ai nói rằng kiếm hoài lý, tạo ra cảnh giới ảo, rồi biến thành thực tế, muốn học không? Tôi dạy cô, xin sư phụ, nhận đệ tử, chuyện gì thế này, chớp mắt một cái, kiếm chủ hoài lý lại quỳ xuống, có phải là đang bái sư không? Bái sư, kiếm chủ hoài lý, bái Chu Dị làm sư, như vậy là, cuộc thi đấu kiếm lần này. Đại trì đã thắng. Công chúa, chúng ta đã thắng, Chu Dị đã thắng, cậu chủ uy dũng, Chu Dị uy dũng, trời cao phù hộ, tổ tiên đại trì hiển linh, có được một vị, kiếm chủ tài ba, bảo vệ bờ cõi 3.000 dặm. Kiếm thần. Chỉ trong 10 ngày, đã có 2 kiếm thần, về với đại trì. Quốc sư quả nhiên không lừa dối ta. Chu Dị. Bái sư thì thôi, bây giờ tôi, chỉ thiếu thanh kiếm. Chu Dị, quả nhiên không làm ta thất vọng, trong cuộc đấu kiếm này, không những thắng cuộc, mà còn, đã thu, được thêm đồ đệ, chuyện vui như này, nên được truyền tụng muôn đời. Xuyên suốt lịch sử, giành được một kiếm thần, đã có thể gọi là anh hùng, uy phong chín châu. Và có thể đồng thời sở hữu, hai thanh kiếm thần, lại càng hiếm có, đúng vậy, kiếm thần đã xuất thế, tổng cộng 7 thanh, đại trì của ta, độc chiếm 2 thanh, từ nay về sau, đại trì của ta, sẽ ngạo nghễ với chín châu. Tốt, truyền lệnh của ta. Phong Chu Dị là hầu đại quý trấn Nam, thưởng 50.000 lượng vàng, phong 800 hộ dân làm lãnh địa, lệnh đã ban không đổi, bệ hạ thánh minh. Chu Dị, cậu đã lập công lớn cho đại trì, nói đi, cậu còn yêu cầu gì, cứ đưa ra, ta sẽ đáp ứng hết, vậy xin bệ hạ. Hãy giúp Chu Dị gửi thách thư tới Nam Triều, Bắc Lãng, Diễm Quốc, Tây Xít, Đông Vũ, năm quốc gia, và thách thức chiến tranh. Cái gì? Chu Dị muốn đại trì tuyên chiến với năm quốc gia. Điều này, quá điên rồ, điều này, Chu Dị, cậu đang quá tự tin, muốn thu thập cùng một lúc, 5 thanh kiếm thần, cậu muốn đặt đại trì, vào tình thế nguy hiểm, không thể phục hồi sao, một cú đấm mở đầu, tránh khỏi hàng trăm cú đấm sau, đây là cách nhanh nhất, trở thành chủ nhân vạn kiếm, dù chúng ta không tuyên chiến, họ sớm muộn, cũng sẽ tấn công chúng ta, thà rằng, giải quyết sớm, Chu Dị, lời này thật sự đúng, cậu sự tự tin, có thể đánh bại 5 vị kiếm chủ, trong 5 người đó, ngoại trừ, kiếm chủ đã chém đứt Nam Triều. 5.000 dặm phong hoa là, kiếm chủ móc xa, còn lại có chút khó khăn, 4 người còn lại, thậm chí còn không bằng Hoài Lý. Vậy thì ta sẽ cược, toàn bộ đại tể, cùng cậu đặt cược một lần, nếu thắng, đại trì của chúng ta sẽ bay cao, sẽ không còn đối thủ. Bệ hạ, không thể được rồi, ta đã quyết, truyền lệnh xuống, cho Hồng Ngư Sứ, ngay lập tức gửi giấy mời tới Nam Quốc, 10 ngày sau, đến nước đại trì ta quyết đấu, nếu không đến, ta sẽ dẫn đại quân, đến tấn công. Bệ hạ. Chu Dị, tôi nghĩ, cậu là người thông minh, không ngờ, lại tự cao tự đại như vậy, mộng tưởng, nuốt chọn 5 thanh kiếm thần, tốt, công tử này, rất mong chờ, 10 ngày sau, cậu sẽ chết như nào. Chu Dị, lần này anh quá bốc đồng, đám thách đấu 5 vị kiếm chủ, xưa nay chưa từng, có tiền lệ như vậy, tôi sẽ đi tìm phụ hoàng ngay, thu hồi lệnh lại. Khoan đã, tôi sẽ chữa trị cho cô, việc này quan trọng nhất, vết thương không quan trọng, nếu thư chiến tranh, mà được gửi đi, thì sẽ không kịp nữa. Không được, để khí kiếm thần nhập vào cơ thể, nếu không thoát ra kịp thời, sẽ không sống quá 2 ngày. Được rồi. Anh làm gì vậy, sao lại, cởi quần áo làm gì vậy? Bộ quần áo này, sẽ cản trở việc loại bỏ khí độc, không chỉ tôi phải cởi, cô cũng phải cởi, nếu không, khí độc sẽ khó loại bỏ. Tôi cũng phải cởi ư? Không được, tuyệt đối không được. Vậy thì tôi sẽ, đánh cô bất tỉnh, sau đó mới giúp cô cởi. Anh làm sao vậy, tôi là công chúa. Đúng, nhưng, nếu cô tiếp tục trì hoãn, cô sẽ, chết dần. Được, tôi cởi. Anh quay đi, được, tôi không nhìn. Đừng tưởng tôi không biết, Vân Thẩm cũng là kiếm chủ, việc trục xuất khí độc của kiếm, cô ấy cũng có thể làm, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Tiếc quá. Giữa tôi và bệ hạ, cuối cùng sẽ có một trận chiến, lâm âm. Khi đó, sẽ chọn lựa như thế nào? Quốc sư, cô nghĩ, trận đấu, ngày mai, cơ hội thắng là bao nhiêu? Không đến 1/10.
Vậy tại sao cậu ấy lại tự tin, dũng cảm như vậy? Tôi không biết, nói láo, cô không phải sư phụ của cậu ta ở. Trong thế giới này, cô cũng không biết, cậu ấy mạnh như thế nào, thì còn ai biết được. Cậu ta trong vòng 10 ngày, luyện được kinh tâm nữ, đến cấp độ vĩnh hằng, đủ để thấy tài năng. Có lẽ, cậu ta thực sự tự tin, quốc sư. Ta đã đặt cược, toàn bộ đại trì, chẳng lẽ chỉ để nhận lại, một câu có lẽ của cô, nếu bệ hạ không muốn, có thể từ bỏ, không gửi chiến thư nữa, cô. Ta, không thể đợi thêm nữa. Cậu ấy khiến ta thực sự sợ hãi khi đặt niềm tin, ta cũng không còn sự lựa chọn nào. Đúng rồi. Thuốc thần chuẩn bị thế nào rồi, còn cần 7 ngày nữa. Tốt. Vậy thì sau, cuộc thi đấu kiếm sắp tới, hãy ra tay với hắn, chấm, đã không thể chờ đợi thêm nữa. Quả nhiên ở đây. Hay nhân cơ hội giết hắn đi, và mang Ngọc Hành về. Không ổn. Đêm khuya thế này, cô nương không ngủ, tới phòng của tôi làm gì vậy? Tôi lau kiếm thôi mà, tôi đã là đệ tử của cậu, đây đều là công việc của tôi. Không ngờ, ban ngày kiêu sa, kiếm chủ hoài lý, đêm tối lại lẻn vào đây. Thật ra là tôi là giả vờ, là kiếm chủ cũng chán, đôi khi cũng phải hóa thân một chút, có phải không? Nói như vậy, tính cách trộm cắp mới là bộ mặt thật của cô nương. Bị cậu phát hiện rồi. Tôi không còn gì để nói nữa, muốn giết thì cứ việc, tùy cậu, nếu tôi nhắm mặt lại, tôi sẽ... Cô có biết không, lưỡi kiếm khi đâm vào cơ thể, nhiệt độ sẽ từ từ rời bỏ tim. Linh hồn sa vào, hầm băng vô tận, cả cơ thể sẽ dần bị tê cứng. Cảm giác sẽ thế nào, cậu định làm gì, tôi muốn cô, cùng với tôi. Giết bệ hạ, cậu muốn giết bệ hạ. Cậu là phò mã của công chúa, bệ hạ cũng là cha vợ của cậu, tại sao lại muốn giết ông ấy? Không phải tôi muốn giết ông ấy, mà là tương lai, ông ấy sẽ giết tôi. Về phần Lâm An thì... Không được, dù bệ hạ tu luyện không cao siêu, nhưng vẫn mang mệnh quốc gia, chúng ta đều đang tu tiên đờ, đụng tới ông ấy chắc chắn sẽ không thể phục hồi, sức mạnh của đạo kiếm, có thể tránh được mệnh quốc, chủ nhân kiếm mô cô, chính là dựa vào sức mạnh này, mới dám động vào Nam Triều. Không được, tôi là kiếm chủ, đại diện cho cả sở quốc, không thể theo cậu làm loạn, không được. Kiếm chủ sở quốc, đột nhập vào phòng của phò mã công chúa, vào ăn đêm, cô nói tin tức này, nếu được phát ra, có thể sẽ gây chấn động, cả chín châu. Cậu, nếu dám đe dọa tôi nữa, dù tôi có chết, cũng không, sau khi việc thành công, tôi sẽ để cô tự do. Được, ngoài việc giết bệ hạ, 10 ngày sau, cuộc thi đấu kiếm, cô và tôi cùng ra tay, cái gì? Trả lại kiếm hoài lý cho tôi. Chúng ta, phải lập kế hoạch chứ. Kiếm Vong Xuyên, sắp được luyện thành. Ngồi đi. Này, con và công chúa, có hôn ước rồi, mà lại mập mờ, với quốc sư. Bây giờ lại đưa cả, kiếm chủ hoài lý về tận nhà, mẹ và cha con, đang muốn nhắc nhở con, về vấn đề này, người đàn ông, có bà vợ là chuyện bình thường, nhưng con phải biết điểm dừng, mới có hôn ước đã. Đã đi cặp bồ, sau này hậu cung của con, làm sao yên ổn được. Người khác mẹ không quan tâm, nhưng cô bé này, từ nhỏ, đã lớn lên cùng con, sau này, nhất định phải, cho con bé một danh phận, nếu không, mẹ sẽ không tha cho con. Mẹ con nói đúng, còn con, cha mẹ cũng cần gì nhiều, trong vòng 3 năm, sinh cho ta cả, cháu trai cháu gái, mỗi loại thêm năm là được. Đàn ông thì khó quyết định. Thuốc này, cha đã uống hơn 10 năm rồi, rất hiệu quả. Cha ơi! Đây là cái gì vậy? Đến rồi!
công tử, theo như anh nói, Chu Dị là người được kiếm thần chấp nhận, lại là kẻ vô dụng. Đó là vì, nếu không phải tôi rút kiếm ra một nửa, thì hắn ta làm sao rút được, vậy sao hắn lại đánh bại kiếm chủ Hoài Lý được? Vân Thẩm là người không nghiêm túc, nhưng sức mạnh thì chắc chắn, không thể nghi ngờ, ngay cả bản thân tôi cũng khó có thể thắng cô ấy. Chu Dị tự cao tự đại, không ngờ rằng công tử đã phát hiện ra kế sách của hắn. Xin hỏi các vị có mặt ở đây, ai có thể một mình đánh bại được hai bọn họ? Lần đấu kiếm tới này chính là kế hoạch của Vân Thẩm và Chu Dị. Kế hoạch sao? Đúng vậy, theo như tôi tìm hiểu, có đêm Vân Thẩm lẻn vào phòng của Chu Dị. Ở trong rất lâu, hai bọn họ đã có mối quan hệ bất chính. Họ chỉ muốn lợi dụng năm vị kiếm chủ. Trong lúc giao đấu, họ sẽ tấn công cùng nhau, gấp đôi sức mạnh, chiếm được kiếm thần. Như vậy, ba thanh kiếm thần sẽ bị đánh bại, thảm hại. Hai kẻ đó, không ngờ lại muốn chơi chiêu. Vì vậy đó, tôi ở đây để nhắc nhở các vị, trong cuộc đấu ngày mai, chúng ta chắc chắn phải chủ động tấn công cùng một lúc để giết chết hắn ta, không cho hắn ta cơ hội phản ứng. Chu Dị này lần này, sao lại đến sớm thế này? Anh ta thường chỉ xuất hiện vào phút cuối, mới lên sân khấu mà. Đúng vậy, điều này cậu không biết đấy. Chu Dị lên đó trước là vì mang tư cách là người thách đấu, trên phương diện khí thế đã kém 3 phần, trong trận đấu tới, chỉ cần lộ ra chút sơ hở, sẽ thua cuộc. Hóa ra là thế. Thì ra là vậy. Mọi người nhanh nhìn, các vị kiếm chủ đã đến. Chu Dị, lần này một mình, đấu với 5 vị kiếm chủ, hắn có thể thắng không? Trong số 5 người, kiếm chủ Móc Xa, nổi tiếng sớm nhất, kiếm chém, ngàn dặm của Nam Triều, sức mạnh, khó lường, xứng đáng là số 1, không thể coi thường. Tiếp theo là kiếm chủ Thạch Lục, vì lỗi lầm thời niên thiếu, bị cha mình phạt, mài một cây gậy sắt, trong 10 năm liền, thủng một khối thạch lục, gọi là kiếm thạch lục. Quá đỉnh, thật tuyệt vời, đúng, đúng, Chu Dị có thể đánh bại kiếm chủ Hoài Lý, sức mạnh của anh ta có lẽ tương đương với kiếm chủ Thạch Lục, có thể kém hơn một chút, đúng vậy. Vì vậy, lần thi đấu kiếm này, đề nghị kiếm chủ yếu nhất ra trận trước, cứ lần lượt từng người, sau 3 trận, nếu Chu Dị không thắng được, thì đại trì sẽ thừa nhận thua, còn nếu thắng cuộc, có thể nhận được 3 thanh kiếm, làm như vậy đại trì của ta, không thiệt đúng không? Còn chờ gì nữa, cùng nhau lên nào, còn chờ, để hắn đánh bại từng người à? Rắc rối rồi, 4 chọi 1. E là Chu Dị sẽ sớm thua cuộc, đại trì chúng ta đã xong rồi. Phụ hoàng, nhanh nghĩ ra cách đi. Tại sao ngài vẫn chưa hành động, cho hắn ta đòn cuối cùng? Bản thân tôi là kiếm chủ nhưng vẫn còn nhân từ, không muốn áp đảo bằng số đông. Ngài sai rồi, lúc này, Chu Dị đang là con cá trên thớt, ai giết hắn trước, Ngọc Hành sẽ thuộc về, nếu ngài không hành động bây giờ, Ngọc Hành sẽ không còn duyên với ngài nữa. Thôi được. A-di-đà Phật. Tôi tới, giết hắn đây. Chu Dị, tôi xem lần này cậu, có chết không? Chu Dị, cậu chủ. Phò mã, 5 người chúng tôi, ra tay như vậy, cậu khó có cơ hội chiến thắng. Hãy nên, giao ra kiếm Ngọc Hành, tôi đây, có thể bảo toàn mạng sống cho cậu. Quả nhiên là cao thủ. Ai nói tôi chỉ có một mình. Lại thêm một người. Vân Thẩm, cô và Chu Dị, cấu kết với nhau, âm mưu từ trước, các ngươi lấy đa số áp thiểu số, chẳng lẽ, cũng công bằng sao? Các ngươi, cấu kết với nhau à, ta không sợ, phía chúng ta, có tới 5 kiếm chủ, dù là 2 đấu 1, cũng có thể đánh bại, chỉ mất thêm chút thời gian, ngươi định làm thế nào? Tôi không muốn chết ở đây, cô chỉ cần giữ chân, vị sư phụ kia thôi, còn lại để tôi. Dì giỏi nói mồm, kiếm chủ Ngọc Hành, có lẽ quá hơi thường, chúng tôi, rồi đấy, dù là kiếp trước hay kiếp này, các người mà đòi, đánh bại được tôi, thần thông, rồng ẩn trong vực, thần thông, quỷ đi, thần thông, bước phá thiên xanh, thần thông, ảnh tuyệt, thần thông, khoảnh khắc vĩnh hằng. Thần thông, của hắn, làm sao lại mạnh mẽ thế, đừng hỏi tôi cũng không biết, cậu ta chính là một quái vật, kiếm thần xếp hạng thứ 5, lại được cậu ta sử dụng, như kiếm thần, xuyên vong, theo truyền thuyết, xuyên vong, xếp hạng thứ 2, còn Ngọc Thành xếp hạng thứ 5, là một cặp kiếm song sinh, cả hai thần thông, có thể tác động lẫn nhau. Hắn có thể phát huy, hiệu quả của vong xuyên, chỉ có một khả năng. Cậu ta cũng có kiếm vong xuyên,
Làm sao có thể? Trong ba kiếm thần hàng đầu, Thanh Lục, Vong Xuyên, Hoài Lý, đã lâu không xuất hiện, làm sao hắn có thể có được? Còn một khả năng nữa, Vong Xuyên là kiếm có, khả năng quay ngược thời gian, trong không gian, thời gian này, chưa nắm giữ Vong Xuyên. Không có nghĩa là, tương lai không thể, Vong Xuyên ở trong tay cậu ta, làm sao có thể, không phải tôi muốn giết ông ấy, mà là tương lai, ông ấy sẽ giết tôi. Hóa ra là vậy. Chịu thua hay là chết, cuối cùng cậu là ai, định mệnh trở thành chủ nhân của vạn kiếm. Chỉ cần chúng tôi không giao ra kiếm thần, đừng mơ là chủ nhân của vạn kiếm. Nếu có bản lĩnh thì hãy thả chúng tôi ra, hãy chiến đấu bằng thực lực, chúng tôi mới có thể phục. Đúng vậy, nếu không dùng thần thông mà vẫn đánh bại được chúng tôi, thần kiếm sẽ giao cho cậu, phải không? Chu Dị, đừng để họ lừa, một khi đã thả họ ra, họ chắc chắn sẽ tập kích lại cậu, lúc đó không kịp trở tay. Đúng vậy, Chu Dị, đối phó với mấy kẻ tiểu nhân đó, không cần nói lý lẽ, hãy trực tiếp giết chết họ đi, im lặng. Chu Dị, tôi không cần các người chỉ đạo. Các vị muốn không dùng thần thông để đấu một trận công bằng à? Được, tôi đồng ý với các vị. Kiếm chủ Ngọc Hành thực sự làm chúng tôi phải kính phục. Chuẩn bị xong chưa? Tôi đếm 3-2, sẽ bỏ thần thông. Anh em lên cho tôi, đừng để thằng nhóc này có cơ hội sử dụng thần thông. Các ngươi, Chu Dị, cậu không giữ lời, không xứng là kiếm chủ, với tính khí của các ngươi, còn muốn lừa tôi à? Không sử dụng thần thông, gọi là kiếm thần làm gì? Ông muốn, lần này, chết thế nào? Ta không chấp nhận, tại sao, cậu có được kiếm thần? Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đã vượt qua chúng tôi, nhiều năm khổ luyện, ông trời không công bằng. Dù tôi chỉ rút kiếm một lần, nhưng đã mài kiếm 10 năm. Trên thế gian này, không bao giờ có cái gọi là tài năng thiên bẩm, có. Chỉ là ở nơi, ông không thấy được, người khác đã để lại mồ hôi. Còn ai không phục không? Chúng tôi xin dâng kiếm thần, xin kiếm chủ Ngọc Hành, tha thứ cho chúng tôi. Từ nay Cửu Châu, chỉ có Đại Trì. Cậu chủ uy dũng, các bậc tổ tiên của Đại Trì, có thấy không, con trai của Đại Trì, đã đứng trên đỉnh Cửu Châu, tốt lắm, một mình chống lại bốn kiếm chủ, thật sự là chấn động cổ kim, phép màu chưa từng có. Bảy cây kiếm thần. Đủ rồi. Đã đủ rồi. Sư phụ, chúng ta còn đánh tiếp không? Chu Dị, tôi chỉ hỏi anh một câu, chỉ cần anh trả lời thật lòng, kiếm móc xa, tôi nguyện dâng cho anh, ông đang muốn thể hiện, câu chú nghe lòng của Phật môn phải không? Chu Dị, liệu tương lai chủ nhân của vạn kiếm xuất hiện không? Tôi chỉ còn cách một bước. Trên bảng xếp hạng thần kiếm. May mắn thay, tương lai cậu anh không có được kiếm quỷ lễ tang, nếu không, cả Cửu Châu sẽ chấm dứt. Sư thầy, tại sao gọi lễ tang là kiếm quỷ? Chẳng lẽ, tương lai tôi không thể nói về nguy hại của kiếm quỷ lễ tang? Không đúng. Đó là vì, thầy chỉ còn 3 năm trước khi viên tịch, lúc tôi nhận được kiếm móc ra. Cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương khô. Còn tôi thì sao? Tương lai của tôi sẽ ra sao? Sau 7 năm, tôi dẫn đầu đại quân đánh bại cổng thành nước Sở, tại cổng thành nước Sở chém đầu cô. Cầm đi, dù sao tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Tốt, thật tốt, Chu Dị, ta không thể nghĩ ra những lời tốt đẹp nào đủ để tả sự dũng cảm và hùng mạnh của cậu. Tôi may mắn khi có cậu giúp đỡ, không kém gì mưa rào sau cơn hạn hán. Bệ hạ quá khen, một mình chiến đấu với bốn kiếm chủ, dẫn dắt Đại Trì của chúng tôi đạt đến đỉnh cao Cửu Châu. Từ xưa đến nay, tất cả những nhân vật lỗi lạc trước mặt Chu Dị cũng đều phai màu. Truyền chỉ của trẫm phong Chu Dị làm Đại Trì trấn quốc công, hưởng mọi sự cung phụng, ban cho vị thần thời Hương, bệ hạ thánh minh, hôn sự của ngài với Lâm An, bộ lễ đã xem xét ngày chọn được 3 ngày sau. Chờ đến ngày đó, hôn sự của hai người sẽ được tổ chức long trọng, thông báo khắp thiên hạ. Phụ hoàng, vậy thần xin tại đây cảm ơn bệ hạ. Ngài là Chu Dị, không cần phải lễ phép quá mức. Chu Dị, dẫu ngài có giỏi giang đến mấy, 3 ngày sau ngài sẽ chết trong chính đám cưới của mình. Bước tiếp theo, giết vua, sát long. Chu Dị, anh định làm gì tiếp theo? Thật sự muốn sát hoàng? Sát hoàng, muốn giết hoàng đế, chúng ta còn thiếu một thanh kiếm. Bây giờ chúng ta đã có 7 thanh thần kiếm rồi,
vẫn còn thiếu, dùng kiếm Mạc Các giết hoàng đế, mặc dù có thể tránh được dư luận, nhưng không thể yên ổn hẳn được. Tương lai, hắn vẫn có khả năng tái sinh. Thì mối thù sẽ lớn đến mức nào, oán hận lớn đến thế nào, đến mức không cho cơ hội tái sinh, dù sao hắn cũng là cha vợ của anh. Nếu vậy, tương lai hắn chắc chắn sẽ quay lại. Chúng ta sẽ hành động quyết liệt hơn. Trong 10 thần kiếm, chỉ có kiếm Vong Xuyên đứng thứ hai. Có thể chặt đứt tương lai, không để lại dấu vết, có nghĩa là Chu sư phụ muốn nói. Muốn lấy kiếm Vong Xuyên. Nó là kiếm thần được xếp hạng top 2 trên bảng kiếm thần, nghìn năm chưa xuất hiện, không ai biết nó ở đâu cả. Cái đầu này của ta, không biết, nhưng Chi Dị chắc sẽ biết, ta không biết, Vong Xuyên ở đâu, cái gì, chẳng phải anh nói rằng, trong tương lai chỉ còn lại, kiếm thần xếp hạng đầu tiên là lễ tang, chưa lấy được, sao lại, ngay cả Vong Xuyên anh cũng không biết, ta đang nói, ta không biết, kiếm Vong Xuyên ở đâu, chứ đâu nói rằng, ta không lấy được Vong Xuyên. Chờ chút, bây giờ đầu ta hơi lú, ý anh là, trong tương lai, anh đã lấy được Vong Xuyên, nhưng bây giờ lại không biết, nó ở đâu, làm sao có thể như vậy được. Vong Xuyên, được gọi là, kiếm thống trị thời gian, vì, nó thực sự không tồn tại trong, thực tại này. Chu sư phụ, xin hãy, mở lời giải thích. Kiếm Vong Xuyên, không tồn tại trong thực tại, vì, khi đúc nó xong, đã được vứt vào, dòng sông thời gian, chỉ xuất hiện tại thời điểm đặc biệt, và vào thời điểm đặc biệt, nó mới hiện ra, phát sáng một cái, vậy thời điểm, đặc biệt này là khi nào? Không biết, có thể là ngày mai, hoặc cũng có thể, trong giây phút tiếp theo. Nó xuất hiện, ngay trước mặt chúng ta. Vậy tương lai, anh đã làm thế nào, lấy được kiếm Xuyên Vong? Khi đánh bại, cổng thành nước Sở, và chém đầu cô ở khoảnh khắc đó, kiếm Xuyên Vong xuất hiện, trước mặt ta. Anh định làm gì? Ta muốn, mượn một thứ từ cô. Mong cô nương, đừng keo kiệt. Chủ nhân xin tha mạng, ta là, thanh kiếm yêu quý nhất của anh, Chu Dị à. Chu sư phụ, đừng làm cô ấy sợ nữa. Được lắm, dám dọa ta, được rồi, thực ra, ta tìm thấy kiếm Xuyên Vong trên xác của đại sư, lúc đó chiếc kiếm này, đang cắm trên, mông của đại sư. Được rồi, đừng có lừa ta, nữa nhé, nhanh lên, nói đi, anh định làm thế nào để có được kiếm Xuyên Vong? Kiếm Xuyên Vong, mặc dù không tồn tại trong, thực tại, nhưng ngọc hành của ta, trong chốc lát, có thể tạm ngừng thời gian, đó chính là, một trong những điều kiện tiên quyết, để có được kiếm Xuyên Vong. Điều kiện tiên quyết. Tạm ngừng thời gian thôi chưa đủ, chúng ta cần tìm cách, lấy kiếm Vong Xuyên ra, từ dòng thời gian, vậy. Chúng ta phải làm thế nào, cô còn nhớ không, ta đã nói với cô về, thần thông của kiếm huyễn lý kiếm, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể làm gì? Biến huyễn cảnh thành thực tại, ừ. Dùng ngọc hành tạm ngừng thời không, sau đó dùng thần thông của huyễn lý, tái hiện ra, thời không nơi Xuyên Vong tồn tại, lấy nó, ra khỏi dòng thời gian, mang về. Đó chính là cách, ta nhận được thần kiếm thứ hai. Kiếm Xuyên Vong, điều này. Có chắc được không, ta cũng không biết, thử xem thôi, nếu không được, thì dùng cách khác. Ta có một câu hỏi. Biến giả thành thật, ta chưa biết cách này, phải làm sao, ai bảo cô làm, với chút kỹ năng của cô, dù luyện thêm 50 năm, cũng chưa được. Huynh nói vậy là ý gì, ta đây là, thiên tài số 1 của trị quốc, dám nói ta không được. Ý của Chu sư phụ là, muốn tự mình sử dụng, sức mạnh của hai thanh kiếm, ừ. Nhưng mà, theo như tôi biết, mỗi cây kiếm thần, luồng chân khí chạy qua mạch lạc, đều khác nhau, thay đổi mạch lạc, nhẹ thì, gân mạch đứt gãy, công lực hoàn toàn bị phế, nặng thì, toàn thân xuất huyết mà chết, Chu Dị, hay là... Để ta làm đi, cho ta thời gian 2 tháng, ta chắc chắn sẽ rèn luyện kiếm thuật huyễn lý, đến mức thượng thừa. Cô đang... Lo cho ta à? Không thèm. Ai quan tâm anh chứ? Ta sợ anh, lúc chảy máu mà chết. Máu bắn lên người ta. Việc thay đổi luồng chân khí, ngài không cần lo lắng, sau 5 năm, ta đã nắm được phương pháp, chỉ cần một lúc, ta sẽ định kiếm Xuyên Vong, mong ngài bảo vệ những người còn lại, điều này tất nhiên. Thần thông, khoảnh khắc vĩnh hằng. Thần thông, vùng đất tưởng tượng. Làm sao có thể ở đây? Quả nhiên là khả thi. Cậu chủ, Sao Ly, ngươi sao lại ở đây? Sao Ly cũng không biết, tôi chỉ nhớ trước mắt tôi, lóe sáng một cái, sau đó tôi thấy, cậu chủ ở đây, rõ ràng, là ta muốn kéo kiếm Xuyên Vong, vào hiện thực, sử dụng kiếm huyễn lý, tạo ra ảo cảnh, làm sao, ngươi cũng bị kéo vào đây, cậu chủ, cậu nhìn kìa, đó là gì? Chu Dị, nộp mạng đi. Sao Ly, ngươi đang làm gì thế? Chu Dị,
ngươi đã giết cha mẹ ta, nuôi ta như chó lợn, bên ngươi trong suốt 15 năm, ta muốn xé ngươi ra thành trăm mảnh, ngươi đang nói gì vậy? Khi ngươi còn bú sữa, đã bị bỏ rơi trước cửa nhà họ Chu, đâu có thù hận gì. Hơn nữa, 15 năm trước, ta mới 4 tuổi, sao có thể giết cha mẹ ngươi? Đừng biện hộ, trong không gian này, tu vi của ngươi bị áp chế, đây là cơ hội duy nhất của ta, đưa mạng đây. Buông ra, ngươi không phải Sao Ly, buông ta ra, rốt cuộc ngươi là ai? Buông ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu chủ, rốt cuộc ngươi là ai? Tôi là Sao Ly mà. Sáng nay tôi còn phục vụ cậu và phu nhân, chuẩn bị bữa sáng. Phu nhân, ai là phu nhân? Phu nhân Thu Nguyệt, cậu và phu nhân Dương Thu Nguyệt đã kết hôn nhiều năm rồi. Dương Tiết Nguyệt. Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Cậu chủ, lùi ra, đừng chạm vào ta. Không đúng, ký ức không đúng, ta chưa bao giờ ở bên Dương Thu Nguyệt, đây là chuyện gì vậy? Phu quân, giả mạo, tất cả đều là giả mạo. Tên khốn, ngươi muốn làm gì? Cha, sao ta lại quay trở lại đây? Không đúng, ngươi không muốn ở nhà, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm Tô Sương, người phụ nữ đó để lang trả? Tô Sương, một người con trai trưởng nhà họ Chu, lại vì một cô gái lầu xanh ngày nào cũng say sưa, bỏ mặc Thu Nguyệt, còn chút nào là hình ảnh của một người chồng không? Không, Tô Sương là gái lầu xanh. Không, không phải, Dương Thu Nguyệt đã hủy hôn với ta, Lâm An mới là hôn thê của ta, ta là chủ nhân của Kiếm Ngọc Hành. Phu quân, Thu Nguyệt biết anh không thích ta và kết hôn với ta cũng là theo lệnh của phụ mẫu, nhưng mà Thu Nguyệt tự biết luôn luôn không làm gì sai. Phu quân tại sao đối xử với tôi như vậy, nói lời cay đắng? Không phải, im đi. Cậu chủ, đau quá. Tên giết người, không, không phải như vậy. Cha, nghe con giải thích. Chu dị, con đã làm gì thế này? Cha, cha. Chu dị, đây chính là kết cục khi chống lại ta. Mẹ, Chu dị, từ nhỏ đã nhát gan, thậm chí so với một ngón chân của Ngụy Lang cũng không bằng. Chu dị, quỳ xuống trước mặt ta, đập đầu 300 cái, ta sẽ tha cho mẹ ngươi. Chu dị à, đừng. Quỳ xuống, cậu chủ, quỳ xuống, không mất mặt đâu. Sao Ly, bất hiếu, đó là mẹ của con, người đã sinh và nuôi nấng con, nhanh lên, van xin Ngụy công tử, người ta có lòng rộng lượng, xin tha cho mẹ con đi. Quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi, quỳ xuống, quỳ xuống đi. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, nhanh quỳ xuống, quỳ xuống. Chu dị, ngoan nào. Con không muốn quỳ, con không phải quỳ. Mẹ ơi, ha ha ha, Chu dị, ngươi không thể bảo vệ người thân của mình, ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, vô dụng, ngươi. Chu dị, ngươi muốn giết cha ta. Không, Lâm Băng, nghe ta giải thích, là cha nàng muốn giết ta, đừng nói nữa, ngươi tiếp cận ta, chỉ là để giết cha ta. Lâm Băng, nghe ta nói, đủ rồi. Ta không muốn nghe lời của một kẻ phản bội giết vua. Hãy nhận cái chết. Lâm Băng, đây là mối thâm thù giữa ta và quốc vương, không liên quan đến cô. Không liên quan. Người đó là cha đẻ của ta, nuôi dưỡng ta bao nhiêu năm, làm sao có thể không liên quan đến ta? Không. Ta không thể nhìn ngươi giết cha ta. Càng không thể chấp nhận cha ta giết huynh. Không thể như vậy. Không, ngươi biết tại sao không? Rõ ràng ngươi mới là người có năng lực nhất trở thành chủ nhân của Vạn Kiếm. Tại sao ta lại chọn quốc vương? Bởi vì ông ta mang trên mình quốc vận. Đúng vậy. Ta thực sự cần một chủ nhân của Vạn Kiếm mang trên mình quốc vận mới có thể phá bỏ lời nguyền do thiên đạo đặt ra. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định, chỉ cần ngươi lên ngôi hoàng đế, thành lập một triều đại mới với sự phụ tá của ta, không qua 10 năm chắc chắn sẽ mở ra một thời đại thịnh vượng
lúc đó quốc vận tự nhiên không thành vấn đề. Vậy tại sao? Trái tim của ngươi không đủ tàn nhẫn. Bạn sẽ không bao giờ có được thanh kiếm số 1 trong bảng thần kiếm, lễ tang, trong khi quốc vương có thể. Kiếm mà lễ tang, cô biết nó ở đâu? Đúng, không chỉ lễ tang, 10 thần kiếm, gian kỳ các của chúng ta, biết rõ vị trí cụ thể, và cách để có được chúng. Tâm không đủ tàn nhẫn. Để có được lễ tang, vậy cuối cùng ta phải làm gì? Ngươi sẽ không muốn biết đâu. Giống như thử thách mà kiếm xuyên vòng đặt ra, nếu là hoàng đế, không cần nửa giờ là thực hiện được, còn ngươi? Mãi chìm đắm bên trong, hãy từ bỏ đi. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ càng lún sâu, và phải trả cái giá đau đớn hơn, so với trước đây, nếu theo như ngươi nói, nếu ta không đi. Ngăn chặn tất cả điều này. 10 năm sau, chị Vương để có được kiếm lễ tang, sẽ làm những điều ta mãi mãi không làm được, vì vậy, ta phải đi. Quả nhiên thông minh, chúc ngươi may mắn. Cô rốt cuộc là ai? Tô Thanh, hay là Xuyên Vong? Ngươi đoán xem. Phu quân, anh không sao chứ? Ta cảm giác mình mơ một giấc mơ dài lắm. Cậu chủ, phu nhân, đã đến lúc dậy rồi. Lão gia còn đang chờ ngoài kia. Ngủ đến mức mặt trời lên đỉnh đầu, còn như thế này, làm sao có thể trụ cột gia đình? Lão gia, bớt nói một câu đi. Chu Dị, con nó đã đến rồi mà. Con đã nói với Phụ Hoàng rồi, để Chu Dị được mang danh hiệu Quảng Bình Lang vào Hàn Lâm Viện học một vài năm, chờ đủ kinh nghiệm rồi, Phụ Hoàng sẽ giao cho anh ấy một chức vụ quan trọng, ít nhất không thấp hơn cấp 5. Chỉ Vương, công chúa thật tâm lý. Nhà Chu chúng ta có thể cưới được công chúa, thật sự là tổ tiên ban phước. Không, con không đi. Chu Dị, con lại nói cái gì thế? Người ta công chúa đã sắp xếp cho con những thứ tốt nhất, sao con không đi? Chu Lang, ta biết chàng không thích người ngoài nói xấu, nói chỉ thành công nhờ nhà vợ, nhưng việc này đối với chàng, đối với ta và những người trong nhà họ Chu đều là kết quả tốt nhất. Chỉ Vương, ta phải giết ông ta. Chu Lang, chàng nhất định phải gây chiến mới thấy vui sướng sao? Như bây giờ này chúng ta là một gia đình, ở bên nhau hòa thuận không tốt sao? Đúng, đây là cuộc sống ta mong muốn. Nhưng có một số việc ta phải làm. Có những món nợ chỉ có thể dùng máu để rửa sạch. Chu Lang, hãy ở lại đây. Ở lại, thiếu gia, ở lại đây, đừng đi. Hãy ở lại. Chỉ Vương, Chu Dị, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở trong cung của ta? Ngươi là Chỉ Vương 10 năm sau. Trong số các thần kiếm, chỉ có kiếm xuyên vong xếp hạng thứ 2, có thể chặt đứt tương lai, không để lại dấu vết. 10 năm sau. Chấm hiểu rồi. Ngươi đã sống lại nhờ kiếm xuyên vong. Ngày đó chấm sử dụng trí châu đao trấn áp ngươi, chính là muốn chặn đứt khả năng tái sinh của ngươi, không ngờ lại đưa ngươi về 10 năm trước. Kiếm xuyên vong, chỉ khi kết hợp với Mạc Ca, mới có thể chặt đứt luân hồi, cuối cùng ngươi vẫn thua trên con đường kiếm đạo. Lần này, đến lượt ta giết ngươi, đừng lo, ta sẽ giết ngươi, sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào, trên thế gian này. Chu Dị, giữa chúng ta, cứ bình tĩnh đã. Có chuyện gì thì nên thương lượng, phải không? Như thế này, sau này nhé, ta sẽ bố trí quốc sư, giao cho ngươi, sau đó lại cưới Lâm An, cho ngươi, chúng ta hóa giải mọi hiềm khích, thế nào nhỉ? Tôi, Chu Dị, vì đại trì, cống hiến không mệt mỏi, lại bị ngươi, hại chết, ngươi bảo ta, còn phải bình tĩnh lại sao? Ta quả thực, không còn cách nào khác, vậy thì hôm nay, ta sẽ trả cho ngươi, cả gốc lẫn lãi. Ngươi thực sự nghĩ rằng, mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Kiếp trước, ngươi đã không buông tha cho ta, còn hy vọng lần này ta, buông tha cho ngươi sao? Ngươi biết cái gì, tất cả những gì ta làm, đều vì đại trì, chỉ có ta trở thành chủ nhân của vạn kiếm, mới có thể sống thọ như trời cao, mới có thể để đại trì của ta, mãi mãi kiều hãnh trên đỉnh Cửu Châu, đây là vương triều của ta, còn ngươi, chỉ là một kẻ vô dụng. Từ một gia tộc nhỏ, bước ra. Đừng quên, nếu không có ta giúp ngươi, ngươi sớm đã chết, trong tay Ngụy Lang rồi. Tại sao ngươi không báo đáp ta? Tại sao không thể biết ơn, mà phò tá ta? Các người, cả ngày chỉ biết, nói về gia quốc đại sự, ngươi đã bao giờ nghĩ đến,
Những kẻ bị các người coi thường, trong lòng họ cũng có một cơn giận không thể phát tiết, họ muốn hỏi tại sao? Tại sao chúng phải hy sinh vì tham vọng của các ngươi? Họ muốn nói, đi chết với quyền lực và sự nghiệp của các ngươi đi. Ta cũng là con người. Được thôi. Đây là do ngươi ép ta. Được. Nếu sau 10 năm nữa, chúng ta vẫn không thể phân thắng bại, ta sẽ quay về 10 năm trước, để cùng ngươi chơi một trận tử tế. Ngươi mãi mãi không thể thoát khỏi bàn tay của ta. Ta sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội nào nữa. Không được. Thành công rồi, ta biết mà, anh chắc chắn làm được. Chu sư phụ, người lành tự có thiên mệnh, phước đức tự nhiên sâu dày. Nhưng mà, Trì Vương đến rồi, Trì Vương. Ông ta đâu, ta không thấy ông ta, ta đang nói về. Trì Vương 10 năm sau, làm sao có thể, chẳng lẽ là, do kiếm xuyên vong? Cái này quá mạo hiểm rồi. Đại sư, hãy nói cho ta biết, phương pháp để có được kiếm lễ tang, cuối cùng là gì? 10 kiếm thần, có 8 cây, đều ở trong tay của Chu Thí Chủ. Vì vậy, Trì Vương nết muốn, đối đầu với Chu Thí Chủ, cơ hội duy nhất là có được kiếm ma lễ tang. Đúng, trong thế giới tưởng tượng, quốc sư đã nói với ta, cách để có được lễ tang, ta mãi mãi không thể làm được, nhưng đối với Trì Vương, rất dễ dàng. Quốc sư, quả nhiên biết rõ, kiếm ma lễ tang, làm thế nào để luyện chế? Luyện chế? Trên thế giới này, thực chất không có lễ tang, hay nói cách khác, mỗi cây kiếm, đều có thể trở thành lễ tang. Ta, hiểu rồi. Chỉ cần lòng vẫn kiên định, có thể quay ngược thời gian. Người đâu? Triệu quốc sư Tô Thanh. Quốc sư, phương pháp luyện chế ma kiếm lễ tang nằm trong cuộn giấy này. Bệ hạ, ta còn tưởng rằng muốn tìm được kiếm lễ tang số 1 trên bảng thần kiếm là điều khó khăn biết bao. Không ngờ lại dễ dàng như vậy. Pháp trận tương ứng, ta đã sai người khắc họa hoàn tất. Chỉ cần nhỏ giọt máu tươi vào, lập tức kích hoạt, tốt, tiểu bảo tử, truyền lệnh xuống, cho các chỉ huy sứ các châu của đại trì, chém. Thảm sát thành phố, đúng vậy, muốn luyện chế lễ tang, cần giết hại hàng triệu người dân, thu thập oán khí của họ, và máu tươi, chỉ khi đưa vào một phép thuật cụ thể, mới có thể luyện thành. Điều này cũng chính là lý do, tại sao lễ tang được gọi là kiếm quỷ. Không thể, chúng ta phải, ngăn chặn hắn. Phép thuật luyện lễ tang, một khi mở ra, trừ khi kiếm thành, nếu không, không ai có thể phá vỡ. Chu Dị, lần này các người không thể qua được, mau tráng đường. Chu Dị, các người nghĩ, chúng ta không có thần kiếm, thì không phải đối thủ của ngươi sao? Nói thật với ngươi, quốc sư, đã cho chúng ta một số bảo vật, dùng bằng sinh mệt, đủ sức giữ ngươi một giờ. Tô Thanh rốt cuộc, hứa hẹn gì với các ngươi, mà lại sẵn lòng, chết thay cô ta, cô ấy hứa sẽ cho chúng ta phẩm giá. Sau khi việc thành, trả lại kiếm thần cho chúng ta ba người, vốn là chủ nhân của kiếm thần trong một quốc gia, được vạn dân kính ngưỡng. Nhưng mà ngươi, lại nhất quyết, cướp đi phẩm giá của chúng ta. Ta thực sự muốn ăn thịt ngươi, và lột da ngươi, đánh một trận đi, ai thua cuộc phải chịu. Ta đã tha cho các ngươi một lần rồi, các ngươi cứ muốn tìm cái chết, thì đừng trách ta, chờ đã. Người ta thường nói, nếu có thể hãy tha thứ cho người khác, tôi vẫn còn quan hệ với ba người họ, hãy để tôi thuyết phục họ xem sao. Các thí chủ, dù kiếm thần tốt đến đâu, người ta thường nói, ai mất điều gì thì đó là số mệnh của họ. Nếu như, cứ mãi ám ảnh về quá khứ, cuối cùng, bị nó giam cầm suốt đời, kết thúc cuộc đời trong u sầu. Sao không mở lòng và nhìn về phía trước, vẫn còn có, những thứ tốt đẹp đợi ở phía trước, tốt cái đầu chọc nhà ngươi. Đại sư, quả nhiên là kiểu người hai mặt, bây giờ với sức mạnh của Chu Dị, tất nhiên là theo ủng hộ hắn ta, thật hổ thẹn cho một vị đại sư, đúng là không xứng làm con người, đúng. Hổ thẹn, ngươi không phải muốn vào trong sao, được, nếu vậy, hãy vào từ dưới háng của ta. Kẻ nhỏ mọn, dám khiêu khích ta. Đại sư không phải nói, đi khuyên họ sao, sao lại đánh nhau? Có thể một kiếm chặt đứt, vẻ đẹp của Nam Triều 5.000 dặm, kiếm Mạc Ca, luôn không phải là người dễ tính, bày trận.
Nếu ta trẻ hơn mười mấy tuổi, chắc chắn có thể làm cho bọn hắn, những tên không biết điều, đánh cho chúng sặc cớt. Đã đủ rồi, đại sư, tiếp theo, cứ để tôi lo. Chu Dị, đây là pháp trận, kết nối toàn bộ long mạch đại trì. Không chỉ mình ngươi, ngay cả nếu là chủ nhân vạn kiếm tới, cũng phải mất ít nhất cả canh giờ, mới có thể phá vỡ nó. Chờ quốc sư và trì vương, luyện ra ma kiếm lễ tang, là lúc chết của các ngươi, lúc đó ta sẽ làm cho các ngươi. Quỳ trước mặt ta, mở mắt nhìn ta, từng nhát kiếm, lột tóc lột da cả gia đình ngươi. Các ngươi, có vẻ rất tự tin. Đó là điều dĩ nhiên, để thúc đẩy, toàn bộ long mạch đại trì, chúng ta ba người, đã phải mất, tới tận 50 năm tuổi thọ. Trong vòng một giờ, cả đám đều không cản nổi, thế không phải là trò cười hay sao? Chu Dị, đừng phí sức nữa, nếu ta là ngươi, sẽ tận dụng thời gian này, tìm một nơi phong thủy tốt nằm xuống, để tránh phải chịu khổ sau này. Để tôi. Tôi không tin, bọn chúng, có thể nấp trong vỏ rùa mãi. Ba người các ngươi, có gan thì ra đây, đấu thật sự với ta, mãi ẩn mình trong vỏ rùa, làm sao gọi là hảo hán, có giỏi thì ra đây, sử sách là do, những người chiến thắng viết nên, nếu hôm nay chúng ta thắng, hậu thế chỉ khen chúng ta, không quan tâm chúng ta, dùng phương pháp gì. Chu sư phụ, anh có cách nào không, nếu không nghĩ ra cách, chờ đợi giọt máu đầu tiên. Khi đưa vào lễ tang, thì đã quá muộn, chỉ mình hắn, một tên trộm may mắn. Có thể phá vỡ, phép thuật của chúng ta kéo dài 50 năm, đừng mơ tưởng. Có vẻ, chỉ có thể dùng xuyên vong. Đại sư, với khí chân hiện tại trong cơ thể tôi, chỉ có thể vừa đủ, kích hoạt xuyên vong một lần. Nếu sử dụng ở đây, lát nữa, khi gặp Trì Vương, mong đại sư, chăm sóc kỹ lưỡng hơn, vì sinh mệnh của hàng triệu người, ta, sẽ không từ bỏ trách nhiệm. Xuyên vong, thiên tàng quy hư. Chuyện gì xảy ra, sức sống của ta đang bị mất đi. Tôi cũng vậy, là thần thông của kiếm xuyên vong, mau, ngăn chặn hắn. Ba người các người, mãi chui rúc trong, vỏ rùa à, sao không trốn nữa đi, được rồi. Họ đã chết rồi. Chết rồi, chết nhanh vậy, thiên tàng quy hư, sẽ khiến thời gian trong cơ thể họ, nhanh hơn vô số lần. Thêm vào đó, họ đã đặt cược 50 năm, có thể chống đỡ được hai hơi thở, cũng đã là trải qua rất lâu rồi. Người thế mà không chết. Ta là chủ nhân của Thạch Thanh Kiếm. Thạch Thanh vốn đại diện cho sự trường sinh, 50 năm tuổi thọ, đối với họ mà nói, là mất mát, đối với ta. Không là gì cả. Chủ nhân Chu. Tại hạ, có việc muốn nhờ, mong Chu chủ nhân ban phước. Anh muốn, tôi chăm sóc, Đông Vũ Quốc, đúng vậy. Tôi là vua của Đông Vũ, vốn là quốc gia nhỏ ở biên giới, bây giờ lại mất đi, chủ nhân của thần kiếm. Nếu không có người mạnh giữ vững, sẽ bị các quốc gia lân cận nuốt chửng, đó là chuyện sớm muộn. Xong chuyện này, ta sẽ bảo vệ Đông Vũ, ngươi không cần lo. Đó là điều tốt. Mọi chuyện đã đến nước này. Tôi sẵn lòng chết không hối tiếc. Lô đầu tiên của tinh huyết còn bao lâu nữa đến? Nhiều nhất là thời gian nửa nén nhang. Tốt. Bệ hạ, không tốt rồi, Chu Dị mưu phản, đã tiến đến ngoài thành rồi. Bệ hạ, cái gì? Nhanh lên, bệ hạ, Chu Dị là chủ nhân của thần kiếm. Quy lực của thần kiếm không thể coi thường, thần khẩn cầu bệ hạ, tạm thời tránh né, hãy di chuyển ra ngoài thành. Bệ hạ, chạy, ngươi bảo ta chạy đâu đây, bọn chúng đã đến tận cửa nhà rồi. Bệ hạ, được rồi, đừng bi quan nữa, ta chưa chết được. Lâm An không phải là hôn thê của Chu Dị sao? Ngươi hãy lập tức thông báo cho Ngụy Lang, bảo hắn đưa Lâm An đến trước mặt Chu Dũng, chỉ cần Chu Dũng dám bước tiếp một bước, thì để Lâm An chết trước mặt hắn. Bệ hạ, công chúa Lâm An là con gái ruột của ngài đấy. Bệ hạ, ta biết chứ. Có gì đâu. Ta để trở thành chủ nhân vạn kiếm, có thể giết hàng triệu dân thường, chẳng lẽ còn không nỡ, giết con gái của mình à? Bệ hạ không thể đâu. Bệ hạ, được rồi, nhanh lên, nếu không ta sẽ giết ngươi. Vâng. Ngươi đã rơi vào ma đạo, tất cả tại gã Chu Dị kia, ta muốn giết hắn, đã lên kế hoạch suốt 5 năm, hắn khiến ta sợ hãi, cảm thấy bất an. Ta sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, bỗng nhiên một thanh kiếm đặt ở đây, Chu Dị là nỗi ám ảnh của ngươi. Một gã như hắn cũng xứng sao? Lâm An, đứng yên không được di chuyển. Nếu không mạng sống của công chúa, có thể không được bảo toàn. Lâm An, Chu Dị, ngươi không phải rất giỏi sao? Một kiếm chống lại năm quốc, có khả năng, ngươi qua đây giết ta đi. Ngươi dám không? Ngươi cái tên đê hèn, bắt cóc phụ nữ, có đáng mặt nam nhi không? Có khả năng, hãy ra đây, chiến đấu sòng phẳng với nhau. Bà nội này chấp ngươi chỉ dùng một tay, dám không? Bây giờ không phải là lúc, để thể hiện sức mạnh của bản thân,
hoàng đế và quốc sư đang đúc kiếm, chỉ cần kiếm lễ tang ra đời, toàn bộ chín châu sẽ phải quy phục dưới chân của hoàng đế. Khi đó, các ngươi là cái đinh gì? Thí chủ, đúc kiếm lễ tang cần phải giết hại hàng triệu dân thường, chúng ta là người tu chân, làm sao có thể bỏ qua những việc ác ma như vậy? Mong rằng ngụy thí chủ bỏ lưỡi đao xuống, quay đầu là bờ, tha cho công chúa Lâm An, hãy để chúng ta đi qua. Giết hàng triệu người thì sao, có liên quan gì đến ta? Chỉ cần ta còn sống, trong chín châu này luôn có một chỗ dành cho ta. Chu Dị tỏ ra anh hùng một lúc có ích gì, chỉ cần sống mới là điều quan trọng nhất. Hãy thả Lâm An, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta là Ngụy Lang, nếu sợ chết hôm nay đã không đứng ở đây. Ngươi muốn làm gì mới chịu thả công chúa? Ta muốn Chu Dị chết, chỉ cần hắn chết ta sẽ thả Lâm An. Không, Chu Dị, đừng, anh hãy ngăn cản phụ hoàng tôi, đừng quan tâm tới ta. Ông ấy đã điên rồi, ông ấy muốn giết hàng triệu người, ông ấy muốn giết mẫu hậu của tôi. Câm miệng lại đi, Ngụy Lang, nếu bạn còn dám động vào Lâm An một sợi tóc nữa, ta sẽ diệt sạch gia tộc của ngươi. Ha ha ha, không cần ngươi phải ra tay, để dành cho bệ hạ đủ lượng tinh huyết, ta đã đẩy tất cả mọi người trong tộc ta ngoài, còn lại cũng đã bị ta đẩy vào hồ máu. Ngươi thật độc ác. Ngụy Lang, thả Lâm An đi, ngươi còn có thể quay đầu. Tính cách của Trì Vương cả hai ta đều rõ, một người thậm chí không chớp mắt khi giết chết một triệu người có thể giữ lời với ngươi sao? Đáng để ngươi theo đuổi sao? Quay đầu, ta Ngụy Lang này đã không thể quay đầu được nữa. Từ khi ngươi rút ra kiếm Ngọc Hành, ta đã không thể quay đầu được nữa. Rõ ràng ta mới chính là đứa con của thiên mệnh, tại sao tên vô dụng như ngươi lại rút được kiếm Ngọc Hành? Tại sao chứ? Từ nhỏ đến lớn mọi người đều nói với ta, ta là đứa con cưng của trời Đại Trì, mọi người đều nên phục tùng ta, chúng sinh nên cúi đầu dưới chân ta. Cầm được thanh kiếm thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hóa ra chứng bệnh mơ tưởng của ngươi cũng khá nghiêm trọng nhỉ, sao không đi khám sớm đi? Ngươi im miệng cho ta. Rõ ràng ta mới là đứa con cưng của trời, tại sao không phải là ta rút được kiếm Ngọc Hành? Tại sao ngươi không thể dâng kiếm Ngọc Hành cho ta? Tại sao? Được, ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Ngươi là đứa con cưng của trời không sai, nhưng ngươi cứ gặp phải khó khăn lại oán trời trách người, làm sao có thể thành đại nghiệp? Hãy tự hỏi ta dựa vào cái gì. Ta đã là một kẻ vô dụng suốt 10 năm, nhưng chưa bao giờ từ bỏ, cho đến tận cùng nắm bắt được chỉ một lần cơ hội bay lên trời. Không phải như thế, rõ ràng là ngươi đã cướp đi cơ hội của ta. Hôm nay ta sẽ lấy lại tất cả những gì ta đã mất. Đưa kiếm đây, nhanh, nếu không ta giết cô ta ngay bây giờ. Được, đừng hấp tấp, ta sẽ đưa. Không, Ngọc Hành à, Ngọc Hành, cuối cùng cũng trở về với thiếu gia rồi. Bây giờ ta muốn ngươi quỳ xuống. Ngụy Lang, đừng quá đáng, được voi đòi tiên, nếu không bà nội này không quan tâm đến công chúa hay không, kiếm này sẽ đâm chết ngươi. Kẻ phản bội, quỳ xuống. Ngụy Lang, ngươi đã đi quá xa trên con đường sai lầm, không thể quay lại được nữa, thậm chí bản thân ta cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Chu Dị, mau đi ngăn cản phụ hoàng của ta. Ngươi câm miệng. Chu Dị, nếu ngày hôm nay ngươi dám đi, ta sẽ giết nàng ngay bây giờ, sau đó làm nhục khi xác nàng còn nóng, để nàng chết cũng phải mang theo cặp sừng cho ngươi. Ngụy Lang, quỳ xuống. Chu Dị, không được quỳ, kẻ xảo trá như hắn nếu anh quỳ sẽ phải sống cả đời không ngẩng được đầu. Chu thí chủ, hãy để tôi ra tay đi, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, nếu làm tổn thương công chúa tôi sẽ dùng cái chết để xin lỗi. Chu Dị, ngươi có quỳ xuống hay không? Bệ hạ, bên ngoài kinh thành hàng trăm nghìn dân chúng đã bị tàn sát, quân đội chưa đến thời gian một nén hương sẽ tiến vào thành. Bệ hạ, ta biết rồi. Quốc sư, quốc sư, kiếm lễ tang thực sự chỉ cần máu của 1 triệu người là đủ rồi sao? Ý của bệ hạ là nếu ta giết thêm 1 triệu dân chúng để cúng kiếm thì pháp lực của kiếm lễ tang có mạnh mẽ hơn không? Ta không biết, theo ghi chép của thần cơ các, vị chủ nhân trước của kiếm lễ tang để cúng kiếm cũng chỉ giết chóc 1.200.000 nô lệ. Vậy ta sẽ thử xem kiếm lễ tang của ta có thể vượt qua truyền thuyết kiếm lễ tang của ma chủ. Tiểu bảo tử, nô tài đây, truyền lệnh xuống bảo các chỉ huy sứ của các châu lại giết thêm cho ta 1 triệu dân thường. Ai dám làm trái lệnh, ta diệt cả người tộc của hắn. Nô tài tuân lệnh, mau đi. Quốc sư, ta còn có một vấn đề. Căn cứ truyền thuyết này của thần cơ các, đó là nơi mà tiên nhân đã từng ở, làm sao một nơi thiêng liêng như vậy lại có thể gặp phải thiên quạt nhỉ?
hơn nữa còn cần phải có chủ nhân của vạn kiếm, người mang mệnh quốc gia, mới có thể chặt đứt thiên quạt. Tiên nhân, bệ hạ có từng thấy tiên nhân không? Chưa từng thấy, tiên nhân chẳng qua là tổ sư thần cơ các, chỉ tự tôn mình để bịa đặt mà thôi. Về việc trời phạt liên quan đến 10 thanh thần kiếm, ai cũng biết thợ rèn thần kiếm cổ đại Ô Giã Tử đúc 10 thanh thần kiếm nổi danh thiên hạ, nhưng chưa bao giờ ai nghe nói Ô Giã Tử nhận lệnh từ ai mới bắt đầu đúc kiếm. Chẳng lẽ là nhận lệnh từ tổ sư của các ngươi, thần cơ các? Bệ hạ kế vị đại trì đã hơn 30 năm, có từng thấy yêu quái không? Yêu quái, loại sinh vật này trong truyền thuyết dân gian thường có yêu quái xuất hiện, nhưng theo điều tra hầu hết là do người giả mạo yêu quái. Về yêu quái thật sự, đừng nói là ta, cả chín châu có lẽ không có mấy người đã từng thấy. Từ thời cổ đại đến nay chỉ có 5.000 năm lịch sử, chẳng lẽ bệ hạ không tò mò tại sao yêu quái lại hoàn toàn biến mất trong dòng chảy lịch sử? Là do 10 thanh thần kiếm. Không sai, thời cổ đại yêu quái hoành hành, nuôi nhốt người làm thức ăn, chỉ cần vài năm có thể lên bàn ăn của yêu quái. Thần cơ tổ sư không thể chịu đựng nữa, thấy con người bị yêu quái nghiền nát bởi hàm răng sắc nhọn của yêu quái, liền kết hợp với thợ rèn kiếm Ô Giã Tử rèn 10 thanh kiếm, diệt sạch yêu quái trên đời. 5.000 năm trước, lễ tang xuất thế không phải máu người mà là của yêu quái, vậy nên theo lý thuyết thần cơ tổ sư chính là tiên thánh của nhân loại, người sở hữu công đức vĩ đại và thành tựu lớn lao. Tổ sư thần cơ ngay cả việc thành Phật lập tổ cũng không quá đáng, vậy tại sao vẫn bị trời phạt nhỉ? Bởi vì đạo trời là công bằng, nó không thiên vị một người hay một tộc nào. Tổ sư thần cơ phát động chiến tranh diệt yêu phải chịu đựng hậu quả lớn. Sau khi diệt yêu tộc, hậu duệ của tổ sư thần cơ, đệ tử, mỗi khi trưởng thành, vào đêm trăng tròn, đều phải chịu đựng tiếng thì thầm của hàng ngàn linh hồn yêu tộc bên tai, tiếng kêu thảm thiết. Hoàng thượng có thể tưởng tượng được đó là nỗi đau như thế nào không? Ta không thể tưởng tượng được. Ta còn một nghi vấn cuối cùng. Kể từ khi tổ sư thần cơ đã nhận lấy sự trừng phạt từ trời, vậy tại sao không để dòng dõi này tuyệt tử, mà lại còn để hậu duệ của ông ấy tiếp tục chịu đựng sự tra tấn vô tận này? Vì tổ sư thần cơ đã làm nên những công đức cho nhân loại, không nên bị lãng quên, phải có người kế thừa. Ta hiểu rồi. Lô tinh huyết đầu tiên sắp đến. Tốt. Chu Dị, ngươi có quỳ hay không? Được. Ta quỳ. Chu Dị, đừng. Người chủ nhân của 8 thần kiếm, cách đây vài ngày, một kiếm đương đầu với 5 quốc gia, nổi tiếng khắp 9 châu, hôm nay thế mà quỳ dưới chân của ta. Có vẻ ta mới là người con của thiên mệnh. Thiên mệnh cái bản nội ngươi, ta đã không ưng ngươi từ lâu, rất lâu rồi, chết cho ta. Đại sư, mượn kiếm Mạc Ca một chút. Tiếp theo, ngươi đừng mong tái sinh, hóa thành tro bụi. Ngươi không ngờ rằng không trở thành chủ nhân của thần kiếm, lại chết dưới 2 thần kiếm. Ta, Ngụy Lang, cũng coi như là người đầu tiên trong lịch sử. Chu Dị, ta không hối tiếc. Dù cho có chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ không tha cho ngươi. Ngươi mãi mãi không hiểu được, ta rõ ràng là con trời, nhưng lại không giành được thần kiếm. Đó là bởi vì xuất hiện một tên như ngươi, một tên vô dụng. Chu Dị, xin lỗi, ta không ngờ phụ hoàng vì thần kiếm lại trở nên như thế này. Ông ấy là ông ấy, cô là cô, dù ông ấy làm gì, cô không cần phải xin lỗi thay. Điều cấp bách bây giờ là phải ngăn cản ông ta đúc lễ tang, nếu không mọi chuyện sẽ quá muộn. Ta nghe theo anh, khi gặp phụ hoàng, ta sẽ thuyết phục ông ấy quay đầu là bờ. Ta tin, chỉ cần ta thuyết phục, ông ấy sẽ đồng ý. Lễ tang kiếm, lễ tang dân quốc, hiến tế trời đất, tốt lắm. Khi kiếm thành, là lúc ta trở thành chủ nhân của thiên hạ. Không ngờ được, vì một thanh kiếm, ngươi thậm chí cả người chung chân gối cũng muốn hiến tế. Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Người chung chân gối so với chủ nhân của thiên hạ, tất cả đều là vô nghĩa. Bệ hạ, có chuyện không lành. Chu Dị đã xông vào cung điện, đang tiến thẳng đến đây. Bệ hạ, hốt hoảng cái gì?
đến đúng lúc lắm. Chu sư phụ, nơi này quá yên tĩnh, cẩn thận có mưu kế. Cái gì, không có ai, vậy tên hoàng đế, đi đâu nhỉ? Ta vừa rồi, thấy bên ngoài, có một tia sáng đỏ, thẳng tắp lên trời, vượt qua vạn trượng, chắc chắn là phụ hoàng của ta, đang dùng máu để rèn kiếm, ánh sáng máu chói lọi, rắc rối rồi, người dân trong thành, chắc chắn sẽ gặp họa, làm hoàng đế đại trì, lại đối xử tàn nhẫn như vậy, với dân chúng của mình, kẻ bạo chúa này, ta phải giết hắn, để chính đạo trở lại, lễ tang chưa thành, giết hắn bây giờ, chính là lúc yếu nhất. Đi thôi, chờ một chút. Có chuyện gì vậy, nếu không giết hắn bây giờ, sẽ rất khó còn cơ hội. Ta biết cơ hội hiếm có, nhưng người dân trong thành, ít nhất cũng có hàng triệu người, nếu để mặc không quan tâm, ta sợ rằng nơi này, sẽ trở thành một vùng đất chết, không một bóng cây ngọn cỏ, nhưng mà, bây giờ chính là, thời điểm tốt nhất, để giết Trì Vương, cậu với hắn, thù hận sâu như biển, cậu thực sự, muốn trước tiên quan tâm đến những người, hoàn toàn không liên quan đến mình, những người phản tục ấy sao? Tôi là chủ nhân của kiếm thần, tự nhiên phải hóa thành thần hộ vệ, giáng lâm đất chết, những người dân của thành này, tôi chắc chắn phải cứu. Nhanh, tướng quân, chúng tôi đều là dân thường, làm sao dám nổi loạn, tại sao anh lại bắt chúng tôi, đừng nói nhiều, bệ hạ có chỉ thị, kiểm tra 13 phường, nếu còn nói nhiều, chém, khóc có ích gì, các người khóc nức nở, nói không nổi loạn, ai tin chứ? Đây là con gái của ngươi à? Không không không, không, trẻ thế, đừng mà tướng quân, cha ơi, đừng, tướng quân, cha, đừng, tướng quân, đừng mà, con gái ngươi bị tình nghi mưu phản, bây giờ sẽ bị dẫn vào trong để xét xử. Nếu còn dám bận thì cũng là đồng lõa. Cha, đừng mà tướng quân, dừng lại. Ngươi là ai, muốn làm gì? Chúng ta đến để cứu mọi người, hãy thả họ ra, kẻo gặp họa máu. Chỉ với 3-4 người cũng dám đối đầu với chúng ta, xông vào cung đình muốn ám sát, gọi người bắt chúng lại cho ta. Các ngươi thực sự muốn cản đường ta? Kiếm Ngọc Hành, hắn chính là chủ nhân của kiếm Ngọc Hành. Xong rồi, người này chính là Chu Dị, người đấu với 5 vị kiếm chủ của 5 quốc gia. Ta có mệnh lệnh của hoàng đế, là con trai của thừa tướng. Chắc chắn hắn không dám đánh trả. Kiếm của ngài còn nhanh hơn cả đức hoàng đế. Quý ngài, đừng giết tôi vừa rồi nhìn không rõ, không nhận ra, nếu không thì cũng không. Đừng lải nhải, ta hỏi một câu, trả lời một câu, nếu không thì... Quý ngài cứ hỏi, tôi sẽ nói không thiếu một từ. Hoàng đế đại trì đã bắt bao nhiêu dân thường, và đưa đi đâu? 900.000 người, toàn bộ dân chúng thành đều bị bắt, và đưa đến hộ thái dịch, cộng với lô trước, đã là 1 triệu người. Có bao giờ ngươi nghĩ, ngươi giúp kẻ bạo chúa kia, giết sạch dân chúng của cả thành không? Lưỡi kiếm này, sẽ chém rơi đầu ngươi, điều này. Hãy thả những người dân này, cho họ rời khỏi thành. Đại nhân, dẫu nói vậy, nhưng bệ hạ muốn hiến tế, 1 triệu người này, tôi cũng không thể chống lại. Hơn nữa, cha tôi, vẫn ở bên cạnh bệ hạ, nếu tôi dám kháng lệnh, không những cha tôi phải chết, gia đình tôi cũng sẽ, bị Chu Di tam tộc, tên ngốc, kẻ bạo chúa này, vì lợi ích cá nhân, sẵn sàng giết chết vạn dân, ngai vàng của hắn, chắc chắn không giữ được, ngươi còn sợ hãi gì hắn, nhưng, nếu ngươi không thả người, sẽ chết ngay bây giờ. Tôi sẽ thả người ngay bây giờ. Mẹ nó, dân đen chết cũng đáng, còn đóng giả làm người thiện lương, nếu không có lễ hiến tế, làm sao bệ hạ có thể rèn kiếm, ta, làm sao có thể, hưởng vinh hoa phú quý. Cơ hội này, ta tuyệt không thể bỏ qua, ai dám cản trở vận may của ta sẽ chiến đấu với kẻ đó. Tướng lĩnh cấm quân, đã chết, cấm quân lắng nghe, ngay lập tức mở cổng thành, thả tự do cho muôn dân, kẻ nào vi phạm, sẽ bị giết không tha. Quý ngài, xin hãy đứng dậy, cha con tôi hôm nay, may mắn nhờ có quý ngài. Quý ngài là chủ nhân của thần kiếm, quả thực là phúc của bách tính. Chú à, nơi này nguy hiểm, các người hãy nhanh chóng rời đi. Lời cảm ơn, sau này nói cũng không muộn. Được, tôi sẽ đi ngay, tôi sẽ lập một bia tưởng niệm, để thờ cúng mãi mãi, không bao giờ tắt hương. Đi. Không nên trì hoãn, chúng ta nên nhanh chóng đến hổ thái dịch, để ngăn chặn tên bạo chúa, kẻo hắn, gây họa cho thiên hạ. Hoàng thượng, cấm quân đã thả 1 triệu dân, hồ máu này, cơ bản là không thể đầy được. Cái gì? Được lắm,
dám làm hỏng việc tốt của ta. Quốc sư, Thanh Kiếm Thần sắp hoàn thành chỉ còn một bước nữa, có kế sách gì tốt không? Kiếm Lễ Tam chỉ uống máu tươi, nếu không có hiến tế, thì công việc sẽ giang dở, có thể là số phận đã định, ngươi. Đã đi đến bước này rồi, còn nói là số phận đã định, mạng của ngươi do ta chứ không do trời. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nghĩ ra cách, thì tự nhảy vào hồ máu. Cách tất nhiên là có, chỉ cần xem bệ hạ, có dũng khí hay không. Quốc sư, nhanh nói, máu của dân thường, tuy năng lực bình thường, nhưng được cái số lượng đông đảo, nếu muốn bù đắp, chỉ có thể lại chọn máu hoàng tộc đại trì, máu của hoàng gia. Chẳng hạn, hoàng hậu vừa rồi, nói bậy, toàn bộ cung điện, đều bị trẫm giết sạch, đi đâu tìm máu hoàng gia. Ngươi không lẽ muốn, bảo trẫm tự mình xuống, để Thanh Kiếm Thần sao, vậy nên nói. Chỉ cần xem bệ hạ, có đủ dũng khí hay không, ngươi, bệ hạ, Chu Dị dẫn dắt hai vị chủ nhân của thần kiếm, đã tiến đến bên ngoài, kính xin ngài quyết định. Cái gì, thằng chó, quá ngông cuồng, ta sẽ đến ngay. Bảo chúa, đừng mơ thành công. Tám nghìn quân cấm đã bị tiêu diệt, 1 triệu dân thường đã được giải cứu ra khỏi thành. Tên vua mê muội, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chỉ với vài kẻ vô dụng như các ngươi, thật sự nghĩ rằng có thể giết được ta sao? Ta bảo các ngươi, con đường trường sinh của các ngươi, ta đã quyết, dù là thiên tôn xuống trần, cũng không cản được ta. Phụ hoàng, người tỉnh lại đi, người xem, vì một chút ích kỷ của mình, người đã hại chết bao nhiêu người vô tội. Trước kia khi người ngự trị thiên hạ, không phải thề là sẽ trở thành vị minh quân vĩ đại, làm cho nhân dân sống yên vui, làm việc hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao? Im đi, việc của thiên hạ, trong giang hồ xa xôi, trong điện đài cao cả, trong một ý nghĩ của trẫm, chưa đến lượt ngươi, một thân phận nữ nhi, ở đây nói lung tung, ngươi không xứng làm vua, còn dám nói lung tung về thiên hạ, là điều vô lý. Ta là chủ nhân của thần kiếm, cầm trong tay ngọc hành, ta sẽ giết những kẻ bạo chúa như ngươi, không quan trọng là thành thần hay là bất tử, con đường của ngươi cuối cùng sẽ bị ta một kiếm chém đứt. Tốt lắm, rất tốt. Khi ngọc hành kiếm xuất thế lần đầu, trẫm đã từng được thấy sự sắc bén của nó. Bây giờ ta sẽ tính sổ với ngươi cả gốc lẫn lãi. Bệ hạ, Chu Dị đã xúc phạm bệ hạ, tôi lẽ lần này nguyện lấy đầu của hắn, cắt bỏ chi của hắn, để tỏ lòng trung thành với bệ hạ và để thể hiện uy phong ngút trời. Lên, tuân mệnh. Tiểu tử, ta biết ngươi là thiên tài, trước đây ta cũng đã muốn kéo ngươi về phe, nhưng ngươi không những không biết điều, mà còn vì một đám phạm nhân mà giết chết đứa con duy nhất của ta. Nếu ngươi không chết, không thể giảm bớt hận thù trong lòng ta. Hắn hỗ trợ bạo chúa, chết không đủ để tạ lỗi với thiên hạ, đó là cái kết xứng đáng của hắn. Nói nhiều cũng vô ích, hãy chuẩn bị chết đi. Chu sư phụ, cậu đối phó với bạo chúa này, kẻ lộn xộn này cứ để tôi lo, tìm cái chết. Pháp trận Tu La thông âm, Chu Dị, cẩn thận. Chu Dị, ngươi không phải là chủ nhân của thần kiếm sao? Chỉ có chút tu vi như vậy à? Ta, mặc dù không có triệu hồi huyết khí, nhưng mà, ta vẫn có quốc vận của đại trị bảo vệ. Hôm nay, ngươi sẽ phải chết ở đây, chết dưới chân ta. Huyết khí thường, tuyệt đối không thể có sức mạnh như vậy, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Kẻ sắp chết, ta không cần phí lời. Phụ hoàng, mẫu hậu của con đâu? Ngươi đã làm gì bà ấy? Đúng vậy. Cái đó, ta thực sự không muốn giết bà ấy, nhưng mà... Khốn nạn, bà ấy liên tục cản trở cấm quân, cứ muốn cứu những người không liên quan gì đến bà ấy. Ngươi nói trẫm có cách nào khác đây? Vì vậy, trẫm chỉ có thể gửi nàng xuống hồ thôi. Cái gì? Ngươi thực sự cũng giết bà ấy ư? Bà ấy là mẹ ruột của ta, là phu nhân chính thức của ngươi. Khi ngươi chưa khoác lên mình hoàng bào, bà ấy đã ở bên cạnh ngươi, đã hơn 40 năm, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm ra tay với bà ấy, đồng hành cùng chấm hơn 40 năm, vậy bà ấy có thể đồng hành cùng chấm 4.000 không? Nhưng mà, kiếm lễ tang có thể, hơn nữa, sức mạnh trường sinh của nó, có thể giúp chấm thành thần, hưởng thụ tận cùng thiên đường. Mê muội, ngươi điên rồi. Ngươi không còn là phụ hoàng mà ta biết nữa, bất hiếu. Không sai, chấm đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên có thể tự quyết định mọi thứ. Con à,
con có biết không, trước khi ta đăng cơ, ta đã chịu bao nhiêu nhục nhã, và bao nhiêu ánh mắt khinh thường. Mẫu hậu của con là người dòng dõi hoàng tộc, còn ta thì sao, lúc đó ta là cái gì chứ? Ta chỉ là một kiếm khách lưu lạc, lang thang mà thôi, điều này là cớ để ngươi báo thù, và giết mẹ của ta, cớ. Không không không, ta giết người, không bao giờ tìm cớ, chẳng phải chỉ là giết người thôi sao, giết là giết, có gì phải che giấu. Ta chỉ là muốn cho mẫu hậu của con biết, muốn cho cả thiên hạ đều biết, ta không dựa vào phụ nữ, không dựa vào quyền quý, vẫn có thể trở thành kẻ mạnh nhất, cắt đứt càn khôn. Giết ta đi. Ngươi hãy đi tìm sự bất tử mà ngươi muốn, được lắm. Con ạ, ta xin lỗi, nhưng mà, chấm này, chỉ thiếu một chút nữa, máu hoàng tộc cuối cùng của ngươi. Chấm nói cho ngươi biết, đợi khi thần kiếm luyện thành, lúc đó chấm sẽ trở thành kẻ mạnh vô song, chưa từng có trong lịch sử. Vua cả thiên hạ, chủ nhân của vạn kiếm. Dừng tay. Tìm cái chết. Các người mau đi, nơi này rất nguy hiểm. Hắn ta chính xác như cô nói, đã điên rồi, không còn là phụ vương của cô nữa. Cô cũng đừng phí lời, khuyên hắn quay đầu, đi mau, đi đâu đây, hôm nay các ngươi không ai có thể rời đi, trong vòng nghìn dặm, đã bị ta thiết lập pháp trận Tu La Thông Âm, bây giờ các ngươi có lên trời, hay chui xuống đất, cũng không cửa thoát. Bảo chúa, ngươi sử dụng quân đội một cách mù quáng, 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ của đất nước, đều chết vì ngươi, hận thù sâu đậm như biển cả, chỉ có đầu của ngươi, mới có thể giải bày hận thù này. Ngạo mạn quá. Ta từng bước một, tiến đến ngôi vua, đã trải qua chiến tranh khắp nơi, bước qua núi xác và biển máu, chỉ là 10 vạn binh sĩ. Mà ngươi nói đất nước nào, 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ nào? Ta quên mất rồi, đã giết 10 vạn nào, cẩu vương, hôm nay ta sẽ giết ngươi để cúng trời. Rắc rối rồi, bệ hạ dùng máu để rèn kiếm, giết hết hàng vạn dân thường, bây giờ lại có nữ yêu này, mang theo 10 vạn hồn ma oan khuất, đừng nghĩ nhiều nữa, dù cho kinh thành có là nơi đầy âm khí và quỷ quái, cũng tốt hơn là chúng ta bây giờ đầu lìa khỏi cổ. Các ngươi làm tay sai cho bạo chúa, tạo nghiệp chướng, ta nguyện làm thánh đức chúa trời, hôm nay thay trời hành đạo, sư cọ, ta sẽ siêu thoát cho ngươi trước. Tên sư cọ này lại có thể tu luyện được thân thể kim cang bất hoại, hai vị đại nhân giúp ta một tay, cùng nhau vì bệ hạ loại bỏ trở ngại này. Các ngươi những hồn ma này, mỗi một người đều là kẻ bại trận dưới tay ta, lúc còn sống chỉ sợ chấm, chết rồi còn muốn hại chấm, mơ đi. Cẩn thận, bạo chúa này dùng kiếm lễ tang, chính là vật chứa đựng cực âm, cực độc, linh hồn các anh hùng trong tay cô. Có lẽ, như thế này, ngươi, vị chủ nhân kiếm thần của nước Sở, chỉ biết những thủ đoạn nhỏ nhặt này, xứng đáng bị chấm, liên tiếp chinh phục 7 châu, 13 quận, giết chết hàng triệu người, tên vô hèn mạt, trời có lòng từ bi, ngươi tàn sát như vậy, đáng bị trời phạt, trời phạt. Sông núi lưu chuyển, vạn vật quay vòng, tất cả đều nằm trong ý chí của chấm. Mệnh lệnh của chấm chính là thiên mệnh, chấm chính là trời. Đến lúc này rồi, Chu Dị à, Chu Dị, ngươi còn không phá vỡ nổi dòng máu này mà muốn chống cự đến cùng à? Long ngâm hoang dã, huyết vàng huyết đen, phá. Kiếm pháp lục hợp, tại sao ngươi lại biết kiếm thuật của đế vương? Mọi chuyện đã đến nước này, bệ hạ vẫn còn muốn chống cự sao? Chu Dị, ngươi thực sự sẵn lòng trả giá bằng sinh mệnh của mình chỉ để đối đầu với ta? Ta không hiểu, ngươi cuối cùng muốn gì? Đây là lời cuối cùng của ngươi sao? Chờ đã, đợi một chút, ta đến được ngày hôm nay đã sở hữu mọi thứ trên đời, tại sao ngươi không gia nhập với ta? Chúng ta cùng chỉ vì ba cõi, chẳng phải là muốn gì được nấy sao? Ta không mong muốn gì được nấy, ta chỉ mong thiên hạ bình yên. Ta khinh ngươi, đừng có giả bộ trước mặt ta, giả vờ làm người thiện lương. Trên đời này, thực sự không có kẻ ngốc nào sẵn lòng vì dân chúng mà vô ích chạy đôn chạy đáo. Nói đi, cuối cùng ngươi muốn cái gì? Ta có thể cho ngươi tất cả,
Ngươi không hiểu. Bệ hạ, bể máu đã đầy, nhận kiếm, nhanh lên. Bể máu đã đầy, làm sao mà đầy được, giờ thì xong rồi, không chỉ chúng ta, phải chết ở đây, cả thế giới, sẽ trở thành, địa ngục trần gian, kiếm lễ tang của ta, đã luyện thành. Hóa ra chỉ thiếu một chút tinh huyết của ta, mà thôi. Chu Dị, cảm ơn ngươi, ngươi đã giúp ta tạo nên thần kiếm. Để đáp lại, ta sẽ cho ngươi trở thành, người đầu tiên được cống hiến cho kiếm, thế nào nhỉ? Chu Dị, sao không cảm ơn đi, điều này đối với ngươi, là một vinh dự lớn đấy. Chu sư phụ, trong lúc bảo chúa này, chưa thành thạo, việc dùng tang lễ, hãy nhanh chóng giết chết hắn. Những kẻ ồn ào, tại sao không chết sớm đi? Chu Dị, trước đây ta, muốn mời ngươi làm tiên phong. Ngươi không biết trân trọng, bây giờ nhìn lại, chỉ còn cái chết mà thôi. Bảo chúa, vốn đã rất mạnh mẽ, bây giờ lại còn có, kiếm quỷ trong người. Tôi và cô nương, cũng bị thương nặng. Vậy thì Chu sư phụ, sẽ gặp nguy hiểm. Chu Dị, còn không từ bỏ à, tiếp tục như này tiêu hao tuổi thọ, đánh với ta, sớm muộn gì cũng sẽ chết vì kiệt sức. Dù ta có chết, cũng là chủ nhân của thần kiếm, còn ngươi, chỉ là một, kẻ bỏ mặc vợ con, một kẻ cô độc, hỗn láo. Chu Dị, ngươi qua hai kiếp làm người, đều chết dưới kiếm của ta, giờ có gì ngôn gì, nói đi, ta chỉ hận, ngày xưa rút ra, kiếm Ngọc Hành, không dùng một kiếm giết ngươi, kiếm Ngọc Hành. Ồ, ngươi đã nhắc nhở ta, tốt, đợi khi ngươi chết, ta sẽ thu thập đủ 10 thanh thần kiếm, mãi mãi chôn cùng ngươi. Tại nơi chôn cất của ngươi, để ngươi mãi mãi không thể luân hồi, mãi mãi nhìn ta, xưng bá tam giới. Xung quanh ngươi, sao vẫn còn, nhiều linh khí thế này? Ngươi không phải là đã hiểu ra, nhưng nâng cao trình độ bây giờ, cũng quá muộn rồi. Sức mạnh này, làm sao mà ta chưa bao giờ cảm nhận được? Chẳng lẽ là những người dân thường đã xây dựng cho ta bia đá trường sinh, cầu nguyện và tập trung linh khí. Đây là thần thông gì, mà lại mạnh mẽ đến thế? Vạn kiếm chi thế, khải thiên quyết, Chu Dị đột ngột hiểu ra kiếm pháp, đã thông đạo thiên, được cứu rồi, chuyện gì đã xảy ra, đến khi sắp chết, còn có thể lĩnh ngộ được, chắc chắn không thể, Yết Giang Bắc Đẩu, Lâm Trạch Cửu Châu, kiếm lên. Cẩu hoàng đế đã chết, kiếm pháp lục hợp, khai thiên thức, không gì không phá được, cẩu hoàng đế này, bị nghiền thành bột mịn rồi. Chu Dị. Chấm vẫn còn sống, hắn ta còn là người không, kỹ thuật khai thiên cũng không giết được hắn, chấm thật sự không ngờ, chấm đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ, ngươi có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chấm sẽ biến ngươi, thành một xác chết biết đi. Ngươi có chết, cũng phải phục vụ chấm, làm việc như một con bò. Không được rồi, cẩu hoàng đế, đã bị kiếm lễ tang chi phú, đã hoàn toàn trở thành ma quỷ rồi. Các ngươi, hôm nay đều phải, chết ở đây, đều phải trở thành, bể máu của chấm. Quốc sư, ngươi, làm sao ngươi có thể phản bội chấm? Bệ hạ, ngươi đã biến, quốc vận của đại trì cạn kiệt, giao dịch giữa chúng ta, cũng nên bị hủy bỏ, giữa ngươi không còn ích lợi gì nữa. Không đâu, đại trì của ta mạnh mẽ như vậy. Không, trì quốc đã sớm suy vong. Và lòng dân, đã thuộc về Chu Dị, chỉ cần thời gian, quốc vận mới, tự nhiên sẽ bảo hộ hắn ta. Cái gì, Chu Dị không thể là vua. Ta mới là thiên tử chính thức. Không thể nào. Làm nhiều việc ác sẽ tự diệt, đây chính là thiên trừng, không thể nào, ta sẽ giết ngươi. Ngươi đã mưu đồ hàng chục năm, cuối cùng chết dưới gương của mình, cũng là quả báo xứng đáng. Bạo chúa của đại trì đã chết, ai còn không phục? Xin kính chào thiên tử đại trì, xin kính chào chủ nhân của vạn kiếm. Này, anh không ở lại mà lấy ngai vàng, lại nhường cho công chúa Lâm An. Bây giờ chúng ta đi đâu? Ta
ta cũng không có ý định trở thành hoàng đế, nhường thì nhường thôi. Về chỗ chúng ta sẽ đi, ta luôn cảm thấy rằng chị Vương chưa chết, trên thế giới này chắc chắn còn có bản thể khác của hắn, ta nhất định phải giết chết tất cả chúng. Trước đây sư tử xanh cũng đã giúp bạn, tại sao bạn không mang cô ấy theo, cần phải mang ta đi sao? Điện thần cơ còn nhiều nguồn gốc sâu xa, giữ cô ấy bên cạnh chắc chắn sẽ rắc rối không ngừng, để cô ấy bị kìm hãm dưới núi chủ thiên cũng coi như là kết cục tốt nhất rồi. Chứ không có lý do khác nào nữa. Này,